Hạ Già nổi tiếng là một trong những nhà quyền lực trong ngành tài chính. Đặc biệt hơn, Hạ Già có hai người con vô cùng tài giỏi. Người anh, Hạ Hoàng, con trai lớn của tập đoàn Hạ Phong. Người thứ hai chính là nhị tiểu thư. Hạ Thành là người vô cùng xinh đẹp và tài giỏi, nhưng vì một biến cố mà từ nhỏ đã không thể nói chuyện. Vì thế, cô được người nhà hết sức quan tâm, được coi là báu vật của Hạ Già. Nếu không phải cô bị cầm, thì chắc những người đàn ông giàu có đều mong muốn có được cô. Mặc dù là gia đình hào môn, nhưng gia đình cô sống rất giản dị, thân thiện với mọi người, kể cả người làm, để được nhiều người quý mến. Bữa cơm ở Hạ Gia cũng vậy, bốn người ngồi ăn cơm, đầm ấm hạnh phúc. Người đứng đầu Hạ Gia bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn về phía cô, nói: "Thành Thành, con sắp xếp mai đi gặp người nhà họ Vũ với bà." Hạ Thành ngạc nhiên, cô dùng tay để biểu hiện ý muốn nói: "Sao đột nhiên lại gặp mặt nhà họ Vũ vậy bà?" "Thật ra, gia đình ta với Vũ gia có một hôn ước để thiếu gia nhà họ kết hôn với con." Cô quay sang nhìn Ngọc Lan, cô thấy mẹ cô cũng gật đầu chứng tỏ hôn ước là thật. Hạ Phong nắm tay con gái: "Ta biết như thế là không phải với con, nhưng hôn ước không thể hủy. Con năm nay cũng đến tuổi kết hôn nên..." Anh trai cô đột nhiên chen lời: "Con nghe nói thiếu gia nhỏ Vũ là một người kiêu hãnh, lạnh lùng. Nếu em gái con gả sang đấy, sao có thể hạnh phúc? Huống chi anh ta có chấp nhận được vợ của mình không nói được không?" Hạ Hoàng nói trong giận dữ. Gương mặt ông không biến sắc. "Chuyện kết hôn bên Vũ gia, họ chắc chắn sẽ giữ lời. Chính vì vậy, dù thiếu gia nhà họ như thế nào, thì Thành Thành nhà chúng ta cũng phải gả sang đó." Lần đầu tiên, cô nghe thấy bà Bành Hải cãi nhau trên bàn ăn mà lại còn là chuyện của cô. Cô nghĩ mình cũng chưa sẵn sàng cho việc kết hôn, nhưng hai nhà đã có hôn ước không thể không làm. Hạ Thành quay sang Hạ Phong nhìn trực tiếp và biểu đạt bằng thủ ngữ: "Con đồng ý." Hạ Phong vui mừng vì con gái cũng hiểu cho mình. Hạ Hoàng liên tục phản đối, còn mẹ cô thì luôn cảm thấy có lỗi với con gái. Tại Vũ gia, nhà ba người đang ở phòng khách, không khí rất căng thẳng. Vũ gia là một nhà rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, chính vì vậy hôn sự cũng do cha mẹ quyết định. Vũ Đạt lên tiếng lạnh lùng: "Mai có sắp xếp đi gặp tiểu thư nhà họ Hạ cho ta." Vũ Thần nghe như sét đánh ngang tai: "Con không đi." "Bắt buộc con phải đi, không đi ta đánh gãy chân con." Ông đập bàn giận dữ: "Thần à, con nể mặt ta đi có được không? Nhà chúng ta có hôn ước với họ, chúng ta không thể không giữ lời, coi như là vì mẹ được không con?" Mẹ anh lên tiếng. Anh vẫn bàn mặt lạnh lùng ấy, trước giờ anh không gần nữ giới, giờ đây lại chuẩn bị đi xa mắt, làm sao mà anh tin được? Cuối cùng cũng vì mẹ anh mà anh lạnh lùng đáp: "Con sẽ sắp xếp." Anh nói xong đi thẳng lên lầu. Hôm sau, tại nhà hàng Hoành Triều, hai gia đình Vũ Hạ đều có mặt đầy đủ. Vũ Đạt, bà Vũ Thần liền lên tiếng: "Hôm nay được gặp mặt con dâu tương lai, thật sự rất vinh hạnh." Hạ Phong cũng vui vẻ đáp lễ: "Không, phải là nhà chúng tôi có được con rể tương lai như Vũ Thần thiếu gia nhà ông mới là phúc phần của gia đình tôi." Hai người đứng đầu gia đình trong bữa ăn rất hòa thuận, luôn kính rượu nhau, chỉ có Hạ Hoàng, anh không nói câu nào, thỉnh thoảng cô chỉ cười với hai ông bà cho có tí lịch sự. Cô thấy anh thật sự rất khó gần, lúc nhìn cô thấy rất sợ anh. Cô không tin rằng đây chính là người chồng tương lai của mình. Vũ Thần chả quan tâm đến ai, anh chỉ nhâm nhi vài lý sự. Đột nhiên Hạ Hoàng lên tiếng: "Vũ gia các người chấp nhận lấy em gái tôi sao?" Vũ Đạt cười tờ nói: "Tất nhiên rồi, Vũ gia ta không bao giờ nuốt lời. Vũ Thần nhà chúng tôi có thể lấy tiểu thư nhà họ Hạ, đó là phúc của Vũ gia tôi." Hạ Hoàng nghiêm mặt: "Kể cả khi em gái tôi nó không nói được sao?" Nghe đến đây, Vũ Thần có chút giật mình. Lúc đầu nhìn cô, anh tưởng cô ít nói và ngại ngùng nên không nói lời nào. Hóa ra là cô không nói được. Nếu sau này người ta biết được phu nhân nhà họ Vũ là một người cầm thì còn xa thể thống gì. Nghĩ đến đây, anh có chút tức giận. Vũ Đạt bình tĩnh nói:
Tôi biết chứ. Không nói được thì có làm sao đâu. Tôi nghĩ nếu tiểu thư không nói được là một bất hạnh, nhưng tôi có thể dám chắc rằng con dâu nhỏ Vũ chỉ có thể là Hạ Thanh tiểu thư đây. Nói đến đây, tất cả mọi người đều vô cùng thỏa mãn với câu trả lời, trừ một người. Thế nhưng Hạ Hoàng lúc này đứng dậy, lời nói như chĩa thẳng vào anh mà nói: gia đình ông chấp nhận, nhưng con trai ông có chấp nhận được vợ mình như thế không? Tôi không muốn em gái tôi gả cho người kỳ thị, người tàn tật mà để nó chịu khổ. Hạ thiếu gia yên tâm, con trai tôi nhìn có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng nó đối xử với phụ nữ rất chu đáo. Tôi nhất định sẽ không để con dâu tôi chịu khổ. Nếu như Hạ tiểu thư gả sang nhà tôi chịu khổ thì tôi sẽ đòi lại công bằng cho nó. Mẹ anh thêm lời. Nói như vậy, Hạ Phong hiểu được Vũ gia mối liên hôn giữa hai nhà như thế nào. Chính vì vậy ông càng yên tâm mà gả con gái đi. Sau khi cuộc gặp mặt giữa hai nhà xong thì nhà nào về nhà đó, còn cô vẫn chỉ có thể cười cho đến lúc về. Vũ Thần vẫn mang bộ dạng đó đến lúc về nhà. Anh cho người điều tra cô. Anh chỉ cảm thấy cô ấy không xứng với mình. Tại sao cha mẹ lại bắt anh kết hôn chứ? Sau lần gặp mặt đó, hai gia đình tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Còn về Hạ Thành và Vũ Thần thì phải đi đi lại lại để chụp ảnh cưới, mua đồ sắm sửa cho một cuộc sống mới. Hôm nay cũng chính là ngày anh và cô đi đăng ký kết hôn. 7 giờ sáng, trước cổng Hạ gia, anh đã đứng từ sớm để chờ Hạ Thành. Một lúc sau, cô bước ra với một bộ đồ giản dị, chỉ có áo sơ mi và quần bò. Người khác nhìn vào chắc không nhận ra được đây là một tiểu thư quyền quý. Anh cũng hơi ngạc nhiên trước sự giản dị của cô. Lúc đầu anh không thích cô vì cô bị cầm, nhưng lâu dần tiếp xúc, anh đã không còn cảm giác ghét bỏ ấy. Lúc trước anh bị ba mẹ bắt đi học thủ ngữ để có thể giao tiếp với Hạ Thành, để cô không thấy tủi thân. Vì vậy mà anh cũng hiểu những gì cô muốn nói. Đi khoảng 15 phút đến cục dân chính, hai người xuống xe để vào làm thủ tục. Mọi người xung quanh đều chú ý đến họ, không ngừng cảm thán. Vì đã đặt trước nên họ không cần chờ, mất khoảng 30 phút thì đã xong. Hai người họ nhận giấy xong và đi về. Trên đường về, cô vẫn không tin là mình đã lấy chồng. Còn anh vẫn luôn chăm chú lái xe, hai người một câu cũng không chịu nói. Cứ thế, thời gian trôi đi cũng đến ngày trọng đại. Hạ Thành trong chiếc váy trắng xinh đẹp cùng với ba cô là Hạ Phong bước về trước. Hạ Phong đưa tay về phía Vũ Thần và căn dặn cẩn thận: bây giờ con gái ta giao cho con hãy chăm sóc nó cẩn thận giúp ta. Anh gật nhẹ, nắm tay cô quay về người chủ trì hôn lễ. Người chủ trì bắt đầu nói lời tuyên thệ: chú rể Vũ Thần, con có đồng ý lấy cô Hạ Thanh làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật? Có đồng ý. Cô dâu Hạ Thành, con có đồng ý lấy Vũ Thần làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật? Cô gật đầu. Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng. Bây giờ cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau. Dưới sự chứng kiến của mọi người trong giới quý tộc, hai người đã trao nhẫn cho nhau. Người chủ trì nói tiếp: cô dâu và chú rể hãy trao nhau nụ hôn. Hạ Thanh ngượng ngùng vì trước giờ cô chưa từng hôn ai. Có thể nói nụ hôn ở hôn lễ chính là nụ hôn đầu của cô. Còn anh thì nhẹ cúi đầu hôn cô. Hạ Thanh ngạc nhiên khi anh hôn cô. Cô nghĩ anh sẽ chỉ giả vờ, nhưng không ngờ anh hôn thật. Sau hôn lễ, Vũ Thần đưa cô về dinh thự riêng của anh. Cô choáng ngợp bởi biệt thự của anh, vì có thể nói biệt thự của Hạ gia cũng chưa bằng của anh. Hai người về đến nhà cũng là nửa đêm, lần đầu cô xa nhà và còn sống với người mà cô không thân quen, thật sự khiến cô khó chịu. Sau khi hai người chuyển hết đồ lên phòng, Vũ Thần quay sang cô nói: cũng muộn rồi, em tắm trước đi, tôi còn một số công việc cần giải quyết. Thấy anh nói vậy, cô cũng chỉ gật đầu rồi vào phòng tắm. Khoảng nửa tiếng sau, cô tắm xong cũng chưa thấy anh trở lại, nghĩ chắc anh vẫn đang làm việc nên không dám làm phiền. Cô đành lên giường ngủ trước. Sau khi cô chìm trong giấc ngủ sâu, bỗng thấy giường lún xuống, nhưng chắc do hôm nay mệt nên cô lười mở mắt.
cứ thế ngủ đến tận hôm sau. Cứ vậy mà đêm động phòng, cô và anh qua đi một cách êm dịu. Sáng hôm sau, khoảng tầm 7 giờ, Hạ Thanh mở mắt, cô cảm thấy giấc ngủ hôm qua rất ngon. Chắc một phần là do quá mệt, cô thấy bên cạnh không có ai. Đồng thời trong nhà tắm có tiếng nước chảy, cô nghĩ anh ở trong ấy. Cô xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho anh, vì đây là buổi sáng đầu tiên sau khi cô kết hôn, cô muốn hoàn thành tròn trách nhiệm của một người vợ. Một lúc sau, anh xuống dưới nhà, thấy bóng dáng một cô gái đang hì hục ở nhà bếp, tự nhiên trong người cảm giác thỏa mãn. Anh xuống cũng vừa lúc cô nấu xong, cô bày biện trên bàn những món ăn giản dị. Anh ăn sáng đi, cô chỉ trỏ này nọ. Anh cũng hiểu được cô nói gì nên cũng chả nói gì, bắt đầu ăn sáng. Ăn xong, anh đứng dậy đi thẳng ra cửa mà không nói lời nào với cô. Cô thấy vậy cũng không hy vọng gì với anh, chỉ muốn có một cuộc sống bình thản. Anh đến công ty thì thấy có rất nhiều việc cần anh xử lý, vì những ngày qua bận cho đám cưới nên anh chưa xử lý được. Anh nghĩ trong lòng, chắc hôm nay lại về muộn rồi. Cứ thế hết công việc này đến công việc khác, thật sự khiến anh không phân biệt được giờ giấc. Hạ Thanh ở nhà đợi anh cùng ăn tối. Cô đã nấu rất nhiều món mà anh thích, vì trước đây cô đã hỏi mẹ chồng về sở thích của chồng nên cô cũng biết được chút ít. Bây giờ dù 8 giờ anh vẫn chưa về, nhưng cô vẫn quyết tâm đợi anh. 9 giờ tại công ty, Vũ Thần vẫn đang làm việc. Anh chợt nhìn thấy đồng hồ đã muộn, anh cũng sắp xếp để về. Đến dinh thự, khi anh bước vào nhà, ngó về phía nhà bếp vẫn sáng đèn, anh bước đến thấy cô nằm ngủ trên bàn. Sao cô ấy có thể ngủ ở đây nhỉ? Anh nghĩ. Anh bước về phía cô, lè nhẹ. Cô cảm thấy có ai đang gọi mình, lên mở mắt thì thấy anh. Cô giật mình đứng bật dậy, dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói. Anh về rồi sao? Anh dùng cơm chưa? Để em hâm lại cho nhé. Đừng nói với tôi là em đợi tôi mà chưa ăn tối. Anh nghiêm mặt. Hạ Thanh thấy vậy liền tránh ánh mắt của anh. Nhìn cô, anh biết là cô vẫn chưa ăn. Anh ngồi xuống liền nói, cùng ăn đi. Hạ Thanh thấy vậy liền đi hâm nóng lại đồ ăn, rồi cùng anh ăn bữa tối đầu tiên khi cả hai là vợ chồng. Ăn xong, Hạ Thanh dọn dẹp, còn anh lên phòng tắm rửa, rồi vào phòng tiếp tục làm việc. Anh làm việc đến 2 giờ sáng rồi mới về phòng ngủ. Cứ thế một ngày yên bình trôi qua. Cuộc sống cứ vậy qua đi. Hạ Thanh ở nhà làm nội trợ, còn Vũ Thần đi làm. Mặc dù hai người ít ở cạnh nhau vì công việc của Vũ Thần rất nhiều, tình cảm cũng chả diễn biến tốt hơn, nhưng cuộc sống rất tốt, không có xung đột trong cuộc sống hàng ngày. Hạ Thanh cũng không tủi thân khi cô thường xuyên ở nhà một mình. Cô mong thời gian bình yên này đi đến suốt đời. Tại công ty, Vũ Thần đang làm việc thì điện thoại anh kêu. Anh nhấc máy, nói một cách lịch sự. Alo, mẹ, con nghe. Bên kia nói một cách giận dữ. Bây giờ anh mới nhớ anh là con tôi sao? Bao lâu rồi anh không gọi cho tôi một cuộc nào? Nếu tôi không gọi, có khi anh đã quên ba gia này rồi. Sao mẹ lại nói như vậy? Sao? Tôi nói thế sai sao? Thế rốt cuộc mẹ gọi con có việc gì không ạ? Anh kết hôn một tháng trời không mang con dâu về cho tôi xem nó sống ra sao, hỏi anh lại bắt nạt nó có đúng không hả? Nghe đến đây anh mới nhận ra mục đích bà gọi cho mình hóa ra là muốn gặp con dâu, chứ sao tự nhiên lại gọi cho mình được chứ? Bình thường bà con đuổi mình còn không được. Anh nghĩ trong đầu. Có biết rồi, con sẽ sắp xếp thời gian. Nếu đợi anh sắp xếp thời gian quý báu của anh, chắc tôi nằm xuống đất vẫn chưa gặp mặt con dâu được. Mẹ nói gì vậy? Anh nói giận dữ. Không cần nói nhiều, cuối tuần dẫn Hạ Thanh về cho tôi. Nếu cuối tuần vẫn chưa thấy con dâu thì anh đừng có gọi tôi là mẹ nữa. Vâng, con biết rồi. Anh bất lực. Hôm nay anh giải quyết mọi việc xong nên 7 giờ đã về. Anh tiến lại gần nhà bếp, vẫn thấy hình ảnh quen thuộc hàng ngày. Anh đột nhiên lên tiếng. Hạ Thanh, cuối tuần này em sắp xếp thời gian, mẹ kêu chúng ta về nhà một chuyến. Hạ Thanh nghe thấy tiếng anh liền tắt bếp đi ra, dùng ngôn ngữ ký hiệu.
Anh nói cuối tuần sau? Ừ. Vâng, em biết rồi. Vũ Thần quay người bước lên tầng thì thấy áo mình bị nắm lại. Anh quay đầu lại, thấy cô đang nắm tay áo anh. Còn chuyện gì sao? Thật ra em muốn đi mua quà cho ba mẹ, nhưng mà em không biết ba mẹ thích gì. Anh có thể đi mua quà cùng em được không? Không cần đâu, anh nói bằng giọng lạnh lùng. Nhưng lần đầu về thăm ba mẹ, nếu không mang gì theo sẽ không được tốt cho lắm. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp thời gian. Nói xong anh đi thẳng lên lầu. Sau khi nghe anh đồng ý thì cô vui mừng vì lần đầu tiên cô với anh đi mua quà cho bố mẹ. Một tuần sau, hôm nay là ngày cô và anh đi về thăm bà mẹ. Vì thế mà cả ngày hôm nay Hạ Thành cảm thấy lo lắng, hồi hộp. Lúc sáng Vũ Thần bảo hôm nay anh sẽ về sớm đón cô đi mua quà nữa. Bây giờ là 5 giờ, cô đang xem tivi thì nghe thấy tiếng xe cộ, nghĩ anh về nên chạy ra cửa xem. Anh bước xuống mở cửa xe cho cô. Hai người đi đến trung tâm thương mại nổi tiếng nhất thành phố, đi dạo xung quanh. Hai người vào vài cửa hàng để mua quà. Lúc đầu đối với cô thật sự là quá khó, nhưng đi cùng Vũ Thần, anh giúp cô chọn vài thứ hợp với ông bà. Cô và anh định vào cửa hàng cuối chọn nốt đồ, đột nhiên điện thoại anh kêu. Anh bảo cô: tôi đi nghe điện thoại, em cứ vào chọn đồ trước. Cô cũng biết anh có rất nhiều việc, dành thời gian để đi với cô thật sự là rất tốt rồi, nên cô cũng hiểu cho anh, nên chỉ gật nhẹ đầu và vào cửa hàng. Bước vào cửa hàng thì có mấy người ra chào đón cô. Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô? Cô muốn tự chọn nên lịch sự lắc đầu. Cô đi một vòng cũng chọn được thứ cô ưng ý. Cô cầm trên tay thì nghe bên cạnh có người nói: tôi thích đồ mà cô kia cầm, gói lại cho tôi đi. Cô dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: xin lỗi, tôi chọn đồ này trước rồi. Bà ta nhìn thì biết cô không nói được, liền to giọng nói: thì ra chỉ là con cầm mà cũng dám ở đây mua đồ sao, không biết tự lượng sức mình. Nghe thấy bà ta nói như vậy, cô cảm thấy buồn. Cô định để đồ lại chỗ cũ thì từ đầu có tiếng nói vang đến: ai dám nói như vậy với vợ tôi? Vũ Thần từ ngoài cửa hàng đi vào. Bà ta vẫn ngạo mạn nói to: anh là ai, có biết tôi là ai không? Bà là ai tôi không quan tâm, tôi chỉ biết bà đã xúc phạm vợ tôi. À, thì ra là anh chồng của cô cầm đó sao? Thế nào, tôi nói thế sai sao? Bà nói như vậy không sai, chỉ tiếc bà đã đụng nhầm người rồi. Thấy anh vẫn kiêu ngạo, bà ta lo sợ trong lòng. Đường đường là thiếu phu nhân của Trần gia, chỉ sợ đụng nhầm người thì bà sẽ không sống sung sướng nữa. Nhưng bà ta nghĩ Trần gia chỉ đứng sau Vũ gia, mà không thể nào Vũ Tổng lại có thể ở đây, nên bà ta vẫn hồng hách. Nói cho anh biết, tôi là thiếu phu nhân nhà họ Trần, trước giờ chưa từng cúi đầu trước ai. Anh nghe vậy liền nhếch mép cười: hóa ra là Trần phu nhân của Trần Tổng, thật là quý hóa khi gặp Trần phu nhân ở đây. Nhưng rất tiếc, có thể sau hôm nay Trần gia các người sẽ bị phá sản. Anh nói xong cầm tay cô ra quầy tính tiền, để lại bà ta trong sự ngỡ ngàng. Cô thấy tay anh đang nắm tay cô thật sự có chút động lòng. Cô không nghĩ anh sẽ bảo vệ cô như vậy. Cứ thế hai người lên xe về nhà bà mẹ. Đến nơi cô thật sự ngạc nhiên vì hai bên đều là người làm ra đón. Thật sự cô cảm thấy có được ba mẹ chồng như vậy rất tốt. Thấy vợ chồng anh đến, hai ông bà vui mừng ra đón tiếp. Hạ Thành, con về rồi sao? Mẹ nhớ con lắm đó. Bà chạy đến chỗ cô, nắm tay bỏ qua Vũ Thần. Cô dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp: vâng, con cũng nhớ mẹ. Hai ông bà tất nhiên hiểu được, vì có học lớp học dùng ngôn ngữ ký hiệu, ở bà không muốn con dâu buồn vì mình không nói được, nên ông bà với Vũ Thần đều đã học qua. Ông cũng bước tới nói: hai con về rồi thì vào nhà đi. Ờ đúng rồi, vào nhà đi. Đến đây cô mới nhớ còn một đống quà trên tay chưa đưa. Cô liền quay lại đưa cho ông bà. Mẹ anh tất nhiên hiểu được cô con dâu đã cất công chuẩn bị quà cho mình, không thể không nhận. Cả gia đình vào nhà ngồi nói chuyện. Mẹ anh liền kéo cô qua ngồi và hỏi:
Con sống có quen không? Thần nó có chăm sóc cho con không? Hàng loạt câu hỏi đưa ra khiến cô không trả lời kịp. Trong lòng chỉ thấy vui vì lúc đầu cô rất lo rằng ba mẹ sẽ không hợp với mình, nhưng cô nghĩ nhiều rồi. Con sống tốt à? Anh Thần cũng chăm sóc cho con, mẹ không cần lo. Sao lại không lo cho được? Thằng đấy trước này chả biết quan tâm đến ai, cứ cái mặt lạnh đấy quanh năm, mẹ chỉ sợ con chịu khổ. Ba nhìn sang anh. Nghe mẹ nói anh như vậy, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ có thể nghĩ có còn giàu thì mình như con ở ngoài vậy. Cô thấy thật buồn cười, mẹ lại đi nói xấu con trai trước mặt con giàu, thật là. Họ đang nói chuyện thì có người giúp việc kêu họ vào ăn tối, thế là họ đi ăn tối. Lúc ngồi, bà muốn ngồi cạnh con giàu, anh ra rìa phải ngồi cạnh bà anh. Trong lúc ăn thì bà luôn gắp thức ăn cho cô, bảo con ăn cái này đi, món này rất dinh dưỡng. Cô cười cũng gắp thức ăn cho bà. Hạ Thành, con phải ăn nhiều vào, người con gầy như vậy sẽ dễ bị bệnh. Cô thấy bát cô chất đầy thức ăn nhưng cũng phải ăn hết cho bà vui lòng. Còn anh thì như kiểu đắc tội với ba người họ vậy. Bà mẹ chồng và con dâu ăn cơm rất hòa thuận, nhưng anh thì lùi thủi một mình, không ai quan tâm. Anh cảm thấy có hơi ghen tị với cô. Ăn tối xong, hai người phụ nữ ra phòng khách nói chuyện, ăn hoa quả, còn hai người đàn ông thì lên phòng bàn chuyện. Tầm 9 giờ, trời cũng không còn sớm, anh nhắc cô đến giờ về nhà, anh cũng bảo bà mẹ. Muộn rồi, chúng con xin phép về. Ừ, đúng rồi, tại bà già này giữ còn lâu quá, muộn rồi, các con nên về đi. Bà anh cũng thêm lời. Đi đi, thường xuyên đến thăm bà mẹ. Cô cảm thấy hụt hẫng vì phải về. Cô thật sự rất thích ba mẹ anh, muốn sống cùng ba mẹ, nhưng chắc không được. Hai người tạm biệt ba mẹ rồi lên xe về nhà. Trên đường về vẫn là không khí im lặng ấy. Cô nhìn ra cửa sổ thì anh nói, hôm nay cảm thấy thế nào? Cô dùng tay biểu đạt, hôm nay em rất vui, ba mẹ rất vui tính. Ừ. Cứ vậy hai người về nhà với không khí tĩnh lặng, nhưng nhìn từ khía cạnh nào đó trong lòng hai người cảm thấy một chút vui vẻ trong đấy. Tại công ty, Vũ Thần đang làm việc thì thư ký chạy vào, vừa thở vừa nói, chủ tịch, dự án mà chúng ta đầu tư gặp chuyện rồi. Vũ Thần thắc mắc nói, có chuyện gì? Thư ký đưa tài liệu cho anh rồi tiếp tục nói, dự án đó bị bên Tịch Hàn cướp rồi ạ? Anh ngạc nhiên hỏi lại, tại sao bên đó lại gây khó cho chúng ta? Chẳng phải chúng ta đã quyết định hợp tác với bên Tân Tổng rồi sao? Vừa nãy thư ký của Tân Tổng đã gọi cho tôi, bảo hủy hợp tác với bên chúng ta. Anh bình tĩnh hỏi, có biết lý do vì sao không? Nghe đầu bên công ty Tịch Hàn ra điều kiện tốt hơn công ty ta, nên bên đó mới hủy hợp tác với mình. Anh lạnh lùng nói, điều tra xem rốt cuộc như thế nào. Vâng. Thư ký trả lời xong rồi đi ra ngoài. Anh ngồi tựa vào ghế thở dài. Ở nhà, Hạ Thanh đang nấu cơm tối. Hôm nay cô định nấu món dinh dưỡng cho anh, vì mấy hôm nay cô thấy anh rất bận, ăn uống không điều độ, nên cô muốn bồi dưỡng anh. Cô nấu xong cũng đã 7 giờ nhưng vẫn chưa thấy anh về. Cô đành ngồi đợi anh. Tầm 8 giờ ngoài sân có tiếng xe, chắc anh về. Cô ra ngoài cửa thì gặp anh, đưa tay lấy cặp giúp anh, nhẹ nhàng dùng ngôn ngữ ký hiệu. Anh về rồi, em đang hâm nóng lại đồ ăn, anh lên tắm trước rồi ăn cơm nhé. Anh cảm thấy hơi mệt nên chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên tầng tắm. 30 phút sau, anh tắm xong xuống nhà thì thấy trên bàn toàn đồ ăn ngon, dinh dưỡng. Bình thường hai người chỉ ăn 3-4 món, nhưng hôm nay có đến 5-6 món. Anh nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt gì mà cô ấy nấu nhiều vậy. Nhưng anh nghĩ mãi không ra. Anh vừa thẫn thờ nghĩ, vừa ngồi xuống bàn hỏi, sao hôm nay có nhiều món như vậy? Hạ Thành thấy anh hỏi vậy, cười nhẹ đáp, à, em thấy anh dạo này công việc bận rộn, cần bổ sung dinh dưỡng, chính vì vậy em có nấu cho anh những món có nhiều dinh dưỡng ấy mà. Nghe cô biểu đạt, trong lòng anh thấy hơi vui. Bình thường anh cũng không quan tâm lắm chuyện ăn uống, nhưng khi lấy cô thì có người quan tâm đến mình khiến anh cũng cảm thấy vui vui. Anh nhìn cô nói, thôi chúng ta ăn đi. Cô nghe lời anh liền ngồi xuống ăn cơm.
Hai vợ chồng cứ thế ăn xong thì anh lên phòng tiếp tục làm việc. Vừa vào thì điện thoại anh kêu, là thư ký anh gọi. Anh nhấc máy nói: có chuyện gì sao? Bên kia giọng có vẻ không tốt, đáp: thưa chủ tịch, tôi đã điều tra rõ một chuyện hôm nay ạ. Gửi qua cho tôi. Anh lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Anh vào kiểm tra máy tính thư ký đã gửi cho anh. Anh ngồi đọc một lát liền hiểu rõ mọi chuyện. Vũ Đạt và Cố Hành là đối thủ của nhau. Trong nhiều cuộc cạnh tranh thì Vũ Đạt luôn giành được những hạng mục lớn. Vì vậy mà Cố Hành luôn ấm ức bắt tay với Tịch Hàn để đối phó với anh. Hạng mục lần này chính là xây dựng trung tâm thương mại lớn của Tần Thị. Vũ Đạt muốn tham gia nên liền ngỏ ý muốn hợp tác với Tần Thị, nhưng bị Tịch Hàn và Cố Hành cố ý cản trở. Mọi chuyện rõ ràng, anh liền gọi cho thư ký nói: ngày mai hẹn Tân Tổng cho tôi. Bên kia đáp: vâng, nhưng chủ tịch muốn gặp Tần Tổng để làm gì, trong khi họ không muốn hợp tác với ta? Tôi muốn nói chuyện riêng với Tần Tổng. Tôi chắc chắn sau ngày mai họ lại muốn hợp tác với Vũ Thị ta thôi. Anh kiêu ngạo nói: vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc với bên Tần Tổng. Cúp máy, anh nghĩ: Cố Hành và Tịch Hàn muốn chống đối tôi không có cửa đâu. Màn anh trông sẽ đáng sợ. Sáng sớm, anh đã dậy chuẩn bị đi làm thì nhận được tin nhắn của thư ký gửi tới. Chủ tịch, bên Tần Thị đã đồng ý gặp mặt chúng ta rồi. Bao giờ? Anh nhắn lại. Tầm 8 giờ tại Hoàng Triều. Anh chuẩn bị xong thì nhìn thấy trên giường người đó vẫn còn ngủ, liền không dám đánh thức. Anh chỉ để lại lời nhắn: tối nay tôi có việc nên về muộn, em cứ ăn tối trước, không cần đợi tôi. Nhắn xong anh đi làm. Đi được một lúc thì cô tỉnh giấc. Cô thấy bên cạnh đã lạnh nên nghĩ anh đi lâu rồi. Cô đứng dậy thì thấy lời nhắn của anh. Cô đứng cười ngơ ngác, thấy trong lòng vui vẻ. 8 giờ tại Hoàng Triều. Như trong lịch trình thì anh đến để gặp Tần Tổng. Anh bước vào, người phục vụ ra tiếp đón anh. Chào Vũ Tổng, Tần Tổng đang đợi ngài ạ. Anh theo người phục vụ bước vào căn phòng VIP, thấy Tần Tổng đã chờ sẵn. Thư ký ở bên ngoài đợi anh. Một lúc lâu sau, Vũ Thần vẫn chờ ra. Thư ký anh bên ngoài thấp thỏm không yên thì cánh cửa mở ra. Anh đi ra với vẻ mặt không cảm xúc, chả thể đoán được như thế nào. Thư ký chạy tới hỏi anh: chủ tịch, mọi chuyện thế nào rồi ạ? Mai người bên Tần Thị sẽ đưa hợp đồng đến Vũ Đạt để ký hợp đồng. Nghe anh nói vậy, thư ký biết là anh đã dùng cách nào đó thuyết phục thành công Tần Tổng. Anh tò mò hỏi: chủ tịch, làm thế nào mà bên đó đổi ý kiến vậy? Bí mật, anh lạnh lùng nói rồi đi thẳng ra ngoài. Cả ngày mệt mỏi, anh đi xe thẳng về nhà. Giờ đã 10 giờ, biệt thự tối om. Anh lên tầng, nhẹ nhàng mở cửa, thấy cô gái nào đó đã say giấc. Anh đi tắm rồi mới bước nhẹ lên giường nghỉ ngơi. Anh không biết sao hôm nay tâm tình nhẹ nhàng, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa nên tối hôm đó anh ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, anh thức dậy với tinh thần thoải mái. Anh thấy lâu lắm rồi mới có hôm ngủ ngon như vậy. Anh dậy làm vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng. Anh đến công ty, thư ký đã tới chỗ anh, báo: chủ tịch, người bên Tần Thị đã đến, đang đợi chủ tịch. Được, cho họ vào đi. Hai người sau một hồi, hợp đồng đã ký. Người bên Tần Tổng đưa tay ngỏ ý hợp tác. Vũ Tổng, Tần Tổng chúng tôi vô cùng hân hạnh được hợp tác với ngài. Bên chúng tôi cũng vậy. Anh bắt tay. Thật ra anh đã bàn với họ rằng chia lợi nhuận 60-40, bên Tần Thị 6, còn bên anh 4. Đối với anh, lợi nhuận thì thế nào cũng được, nhưng mục đích chính của anh là giành được hạng mục của Tần Thị, đánh bại Cố Hành và Tịch Hàn. Vì nếu đã là đối thủ của Vũ Đạt thì anh sẽ không tha cho ai làm cản trở nó. Đó mới chính là mục đích chính của anh. Cũng hiểu vì sao những người trong ngành đều vô cùng sợ anh và không dám đắc tội với Vũ Đạt. Nếu nhẹ thì không có chỗ làm ăn, còn nặng hơn thì tán ra bại sản. Xong việc đầu tư, tâm trạng anh vui nên nhắn tin cho Hạ Thành: tối nay chúng ta ra ngoài ăn. Cô nhận được tin nhắn của anh thì ngạc nhiên, nhưng cô cũng chả biết nói gì, đành thuận theo anh. Cô nhắn lại: vâng. Anh làm xong việc về nhà đón cô đi ăn. Anh và cô tới nhà hàng nổi tiếng của thành phố.
Hai người họ gọi bít tết. Anh cắt bít tết nhỏ thành từng miếng rồi đưa cho cô. Nhận bít tết của anh, cô ngượng ngùng rồi cắm mặt xuống vì mặt cô bắt đầu đỏ. Anh cũng ăn phần bít tết của cô. Hai người vẫn lặng im ăn như vậy. Ăn xong thì hai người về nhà cũng đã muộn. Về nhà, ai làm việc của người nấy, anh đi xử lý nốt công việc, còn cô ngồi đọc sách, mọi chuyện cứ như vậy trôi đi. Công việc đầu tư trung tâm thương mại sau khi hợp tác với Tần Thị đã thành công, nhưng anh muốn mở rộng ra quốc tế. Vì vậy, vài ngày nữa, anh phải sang Los Angeles một chuyến để thị sát. Nếu là một hợp đồng bình thường, anh chỉ cần chỉ định gửi đi. Nhưng lần này là một hợp đồng lớn mà bên đó cũng chỉ đích danh anh, nên anh đành đích thân đi. Khoảng 3 giờ bay, anh làm việc buổi sáng xong, trưa anh về nhà soạn đồ. Anh cũng đã nhắn cho Vũ Thanh buổi trưa anh sẽ về, nên cô sẽ nấu cơm trưa cho anh. Đây là buổi trưa đầu tiên của hai người vì anh không về nhà giữa trưa. Anh ăn cơm ở công ty, nhưng vì phải chuẩn bị đi công tác nên mới về. Anh lên tắm rửa sạch sẽ, cô thì chuẩn bị quần áo, xếp vào vali cho anh. Lần này là lần đầu anh đi công tác sau kết hôn. Cô muốn tiễn anh ở sân bay, nhưng anh nói không cần. Dù sao, cũng không phải lâu lâu đi công tác, nên anh từ chối. Trước khi đi, anh có dặn: tôi đi khoảng 3 ngày. Em ở nhà, nếu có chuyện thì gọi tôi. Nếu lúc đó tôi đang bận, thì em có thể gọi cho bên bố mẹ cũng được. Em biết rồi, anh đi cẩn thận. Cô đưa tay biểu đạt. Được rồi, tôi đi đây. Cô gật đầu rồi nhìn chiếc xe Lamborghini đi xa dần. Cô cũng chả biết 3 ngày tiếp theo làm gì đây. Chợt cô nảy ra ý tưởng, cô liền cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Hôm sau, tại trung tâm thương mại SM, cô đang đứng đợi một người. Đợi 10 phút, có một chiếc xe đến gần cô. Người bước xuống chính là người cô đang đợi. Người đó chính là mẹ chồng cô. Sau khi anh đi, cô hẹn mẹ đi mua sắm. Cô muốn tình cảm hai mẹ con thêm khăng khít. Ngoài ra, cô cũng muốn mua một vài bộ quần áo cho mình. Nhân dịp chồng đi công tác, cô muốn thả lỏng mình. Hai người vào những quán cửa hàng hiệu, chọn được vài đồ cho cả hai. Cô và mẹ đều có chung sở thích nên nói chuyện mua sắm hợp nhau. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cầm trên tay vài túi đồ khiến người cảm thấy yêu đời. Đi đến cửa hàng bán quần áo nam, cô chợt nghĩ: mình có nên mua cho anh ấy không? Từ trước đến nay, khi kết hôn, cô cũng chưa mua cho anh thứ gì, nên cô đưa tay biểu đạt ý muốn nói. Mẹ cô hiểu, liền cùng nhau vào chọn đồ cho anh. Cô lấy cà vạt đưa qua cho mẹ hỏi ý kiến, thấy mẹ khen: con thật là có mắt thẩm mỹ, chiếc cà vạt này rất đẹp, chắc thần nhì cũng rất thích. Nghe mẹ anh nói vậy, cô thấy vui lòng, liền mang ra quầy tính tiền. Hai người mua đủ xong đi xe về. Trong xe, mẹ anh hỏi: Vũ Thần đi công tác, bao giờ về vậy con? Anh ấy nói tầm 3 ngày ạ. Nó đi rồi, con cũng chán. Hai tối con sang nhà ba mẹ ăn cơm, chứ một mình ăn cơm cũng tủi thân lắm. Cô thấy lời mời, liền gật đầu đồng ý. Cứ thế trên xe toàn nghe tiếng cười của hai người họ. Tầm tối, anh mới đến khách sạn. Anh đang nghĩ có nên nhắn tin hỏi thăm cô không, vì sợ cô một mình có chuyện. Anh phân vân, cuối cùng cũng quyết định nhắn tin hỏi. Sau khi cô cùng ba mẹ chồng ăn cơm thì liền về nhà. Nhận được tin nhắn của anh, cô liền nhắn lại. Anh nhận được tin nhắn của cô, liền thấy nhẹ nhàng rồi chúc cô ngủ ngon. Chả biết tâm tình anh ra sao, nhưng cô thấy vui trong lòng vì cảm thấy anh ấy đã quan tâm mình hơn. Vì tin nhắn đó mà buổi tối cô ngủ ngon lành đến sáng. Sau khi đến Los Angeles, Vũ Thần từ sáng đến chiều làm việc để có thể hoàn thành sớm nhất. Chả biết sao tối đến, khi anh làm việc thì luôn nhìn điện thoại, không biết trông chờ điều gì. Nghĩ thoáng qua, anh tỉnh lại rồi làm việc chăm chỉ. Còn cô ở nhà, sau khi anh đi cũng rất cô đơn, thường bữa cơm sẽ có người ăn cùng. Giờ đây chỉ một mình ngồi ăn trên bàn ăn lớn, ở một mình trong căn nhà biệt thự rộng như thế, làm cô có chút không quen. Cô cũng muốn nhắn tin cho anh, nhưng sợ làm phiền anh nên thôi. Sáng ngày thứ hai, anh đi khảo sát thì thấy có cửa hàng bán trang sức. Anh nghĩ mình có nên mua cho cô ấy không, coi như quà tặng vậy.
Anh bước vào, nhìn xung quanh, đập vào mắt anh là chiếc vòng cổ được thiết kế rất tỉ mỉ, tinh tế. Anh gọi người phục vụ, lạnh lùng nói: "Gói cho tôi chiếc vòng cổ này." Người phục vụ nghe khách nói, liền đem chiếc vòng cổ đóng vào hộp cẩn thận. Anh thư ký mỉm cười hỏi anh: "Chủ tịch, ngài mua tặng phu nhân sao?" "Ừ." Anh trả lời điềm tĩnh. Thư ký thì thầm mong chủ tịch với phu nhân tình cảm mặn nồng để anh đỡ phải khổ. Lấy đồ xong, anh liền đi thẳng đến nơi khảo sát. Sau một hồi lâu suy xét thì cuối cùng Vũ Thần cũng thấy chỗ này hợp để có thể mở trung tâm thương mại. Anh nói lại với thư ký, còn đâu thư ký sẽ lo giúp anh. Làm việc từ sáng đến tối, cuối cùng anh cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Nằm trên giường nhắm mắt thì hình ảnh Hạ Thanh hiện lên. Anh chợt mở mắt, thấy điện thoại bên cạnh, người anh phân vân không biết có nên nhắn tin hỏi thăm cô không. Nghĩ xong, anh liền lấy máy tìm số cô rồi nhắn: "Có ở đó không?" Cô đang xem tivi, liền thấy có tin nhắn đến, mở lên xem. Cô thầm cười trong lòng, nhắn lại anh: "Vâng, ở bên ấy, anh có khỏe không?" "Ừ, vẫn vậy." "Hai hôm nay, ở nhà có chuyện gì không?" "Không có chuyện gì, anh cứ yên tâm." "Mai là ngày cuối rồi, tôi sẽ cố gắng về sớm." "Không sao, anh cứ làm việc cẩn thận, kẻ kia em đợi anh về." "Được rồi, cô ngủ đi." "Vâng, anh cũng ngủ sớm nhé." Nhắn tin xong, anh lại nằm nhìn lên trần nhà, hình bóng đó vẫn hiện trong đầu anh. Anh không biết là dạo gần đây anh muốn thấy cô, chả nhẽ anh nhớ cô sao? Một suy nghĩ vẩn vơ hiện lên, rồi chợp mắt lúc nào không hay. Ngày thứ ba cũng chính là ngày cuối cùng, anh nỗ lực giải quyết hết công việc để có thể về nhà với cô. Cuối cùng cũng xong, chuyện còn lại để cho thư ký giải quyết. Anh đặt chuyến máy bay để về trong tối hôm nay. Về đến sân bay, anh trở về nhà liền cảm giác nổ nóng muốn gặp người kia đến như vậy. Tối 11 giờ, cô đã vào giấc của mình, thấy giường lún xuống, cô cảm thấy nhưng không mở mắt. Cô vẫn mơ màng, chả thèm quan tâm. Còn anh thì tức tốc về nhà, anh mở cửa nhẹ vào phòng, sợ cô tỉnh giấc, thấy thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường ngủ ngon, anh thấy mãn nguyện. Tắm xong, anh leo lên giường, cố gắng xích lại gần cô, nhưng cẩn thận không làm cô tỉnh giấc. Anh ôm cô từ phía sau, ngửi thấy hương thơm mát dịu của cô, anh thấy nhẹ lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đó cũng là lần đầu anh ôm phụ nữ ngủ, cảm giác thật tuyệt vời. Hai người họ ngủ một mạch đến sáng. Hạ Thanh mở mắt thấy nam nhân bên cạnh vẫn ngủ, cô ngạc nhiên thấy tay anh đang ôm cô ngủ. Cô nghĩ chắc anh tối muộn mới về. Cô thẫn thờ ngắm vẻ đẹp trai của anh, rồi sờ khuôn mặt anh. Cô thấy mình thật may mắn vì có ông chồng soái ca đến như vậy. Bỗng nhiên tay cô bị nắm lại, cô cố rụt lại nhưng không thể. Anh đã tỉnh và bốn mắt chạm nhau. Anh nhìn cô chằm chằm, làm cô ngượng ngùng rồi hỏi: "Còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa đi?" "Em phải xuống nấu bữa sáng." Cô dùng tay chỉ trỏ: "Ngủ thêm đi, bữa sáng không cần làm cũng được." Cô muốn dậy nhưng người nào đó cứ ôm cô chặt nên cô đành chịu theo. Nghĩ người đàn ông này thật bá đạo mà. Sau khi Vũ Thần đi công tác về cũng được một tháng, hôm nay anh đã ra ngoài từ sớm. Cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Cô cảm thấy đầu mình hơi choáng, nghĩ chắc không sao, nhưng càng về sau đầu cô rất đau, cơ thể mệt mỏi, mắt cô dần mở đi rồi ngất. "Chủ tịch, thiếu phu nhân đang ở bệnh viện." "Cô ấy bị làm sao?" "Cụ thể chưa biết, nhưng bệnh viện gọi đến." "Tan họp." Anh nói xong đi thẳng ra cửa. Tại bệnh viện Nhân Ái, lúc anh đến thì thấy ba mẹ hai bên đã có mặt. Mẹ anh thấy đứa con trai yêu quý lên nhìn chằm chằm rồi mắng: "Có làm chồng kiểu gì mà để con bé kiệt sức nhập viện thế này hả? Cô ấy rốt cuộc bị làm sao à? Đang yên đang lành lại nhập viện." "Con hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi ai? Hạ Thanh là vợ con, đáng ra con phải chăm sóc nó. Đằng này con lại không biết gì, thử hỏi xem con có đáng làm chồng không hả?" Bà tức giận nói thẳng mặt anh. Lúc này mẹ cô đi đến khuyên mẹ anh: "Bây giờ chuyện chưa biết ra sao,
bà cũng không nên trách con rể như vậy. Đợi Thanh Thanh tỉnh lại, chúng ta từ từ rồi nói. Mẹ anh thấy mẹ cô nói vậy, liền quay lưng lại về anh. Sau đó, bác sĩ đi ra khỏi phòng, mọi người túm lại hỏi. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi ạ? Tôi đã khám cho cô ấy rồi. Thật ra, vậy tổng thể không sao, chỉ là do làm việc quá sức, cộng với thân thể cô ấy đã yếu, đến ngất đi thôi. Người nhà không cần lo lắng. Nghe bác sĩ nói xong, mọi người thở phào. Mẹ anh hỏi, vậy chúng tôi vào thăm nó được chưa? Mọi người có thể vào thăm, nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, nên yêu cầu mọi người không nên ồn ào. Dạ, cảm ơn bác sĩ. À, có một chuyện tôi muốn thương lượng với người nhà bệnh nhân. Không biết... Tôi là chồng của ấy. Anh đi đến nói, xin mời Vũ Tổng theo tôi. Hai người họ vào phòng riêng nói chuyện. Anh thắc mắc hỏi, không biết là cô ấy còn có bệnh gì sao? À, Vũ Tổng không cần lo, cô ấy chút nữa sẽ tỉnh. Vậy thì chuyện mà bác sĩ muốn nói là gì? Xin lỗi, tôi có thể hỏi chuyện hơi tế nhị được không? Bác sĩ cứ nói. Có phải là thiếu phu nhân không thể nói chuyện được không? Dạ phải. Chúng tôi kiểm tra thấy dây thanh quản của phu nhân bị chèn, vì vậy mà dẫn tới không nói được. Vậy có nguy hiểm gì không? Thật ra cũng không phải là không chữa được, vì phu nhân đã bỏ qua thời gian điều trị tốt nhất, vì vậy trong quá trình điều trị có hơi nguy hiểm. Bao nhiêu phần trăm? 50-50. Không thể cao hơn sao? Đó là mức thành công cao nhất rồi. Không biết phu nhân có thể đồng ý điều trị. Nếu được, chúng tôi sẽ dốc hết sức. Vậy tôi sẽ nói lại với cô ấy. Cảm ơn bác sĩ. Việc nên làm, Vũ Tổng không cần khách sáo. Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, anh về phòng thăm cô. Mẹ anh hỏi, sao rồi, có nghiêm trọng gì không? Bác sĩ bảo không sao, chút nữa cô ấy sẽ tỉnh. Cô ấy cần tĩnh dưỡng là khỏi thôi, mẹ cứ yên tâm. Thế là tốt rồi. Bà anh lại gần nói, thế rốt cuộc con bé ở nhà bị con đối xử như thế nào mà đến mức nhập viện như vậy? Con không làm gì cô ấy cả. Bà anh đến chỗ gia đình cô, cúi đầu nói, ông bà thông gia, thật sự xin lỗi gia đình, vì tôi không dạy bảo con trai nghiêm khắc dẫn tới ngày hôm nay. Tôi sẽ về dạy bảo lại nó, mong ông bà có thể bỏ qua. Bố cô thấy ông cúi đầu liền đỡ ông lên đáp, chuyện này không ai muốn, nên ông bà đừng tự trách mình. Anh đến gần nói, chuyện này do con đã không chăm sóc cô ấy tốt, con xin lỗi để ba mẹ thất vọng, con hứa sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Được rồi, chuyện này cũng xảy ra rồi, đừng tự trách mình. Ngay lúc biết tin Hạ Thành nằm viện, Hạ Hoàng lập tức vào viện hỏi y tá phòng cô, rồi chạy nhanh đến mở cửa vào, thấy đông đủ người, anh chạy đến nắm cổ áo Vũ Thuần, nói với giọng tức giận, mày làm gì em gái tao, để rồi nó nằm viện như thế này hả? Bố cô gần giọng nhắc nhở anh, Hoàng buông tay ra, có ông bà thông gia ở đây, có định làm mất mặt Hạ gia ta sao? Thấy bà nói như vậy, anh liền thả tay, nhưng trong lòng vẫn thấy tức giận. Anh lại gần xem cô rồi hỏi, Hạ Thanh không sao chứ? Thanh Thanh không sao, chỉ bị ngất đi thôi, con đừng làm quá lên như vậy, mẹ cô nói. Anh quay sang người nhà Vũ gia nói, lúc trước khi kết hôn, Vũ gia các người hứa cái gì mà, chúng tôi sẽ chăm sóc cho Hạ Thành chứ, thật là nực cười. Hạ Hoàng, không được nói như vậy, bà anh nói. Chuyện này lỗi ở gia đình nhà chúng tôi, Vũ gia sẽ chăm sóc tốt cho Thành Thành, bà anh nói. Vũ gia các người chỉ có biết nói xuông thôi sao? Sau khi em gái tôi tỉnh lại, tôi sẽ đưa em ấy về Hạ gia dưỡng bệnh. Không được, Vũ Thuần lên tiếng. Chuyện này anh không có tư cách để quyết định, Hạ Hoàng nói với anh. Tôi là chồng cô ấy, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Chính vì anh là chồng mà để em gái tôi bây giờ nằm đây sao? Anh không thấy xấu hổ sao? Tôi... Anh đang định nói tiếp thì có bác sĩ cùng vài y tá bước vào. Bệnh nhân đến giờ kiểm tra, mời mọi người ra ngoài. Ra ngoài đợi, anh bảo ba mẹ hai bên về nhà nghỉ để anh chăm sóc cô. Vậy chúng ta về, con đổi lại chăm sóc nó nhé, bà cô nói giọng nhẹ nhàng. Tôi là em trai nó, tôi cũng ở lại. Hạ Hoàng, con về ngay cho bà, ông quát. Hạ Hoàng chả biết làm sao liền rời đi,
trong lòng không an tâm. Mọi người về hết, chỉ còn anh và cô trong căn phòng lạnh lẽo. Qua vài giờ, cô vẫn hôn mê chưa tỉnh. Anh chỉ biết ngồi nhìn cô nằm đó, thỉnh thoảng lau người cho cô. Anh chưa từng phải chăm sóc ai, mà giờ đây anh sẵn sàng chăm sóc cho cô. Có thể hiểu cô có một vị trí trong anh. Nửa đêm, anh thiếp đi bên cạnh cô, thì lúc này cô từ từ mở mắt, quay đầu sang thấy anh đang nắm tay mình, thật sự rất ngạc nhiên. Thấy động tĩnh, anh dần tỉnh lại. Thấy cô tỉnh, anh vội hỏi: "Em tỉnh rồi sao? Để anh đi tìm bác sĩ." Anh định đứng dậy thì cô giữ tay anh lại. Anh thấy vậy liền hỏi thăm cô: "Em thấy không khỏe chỗ nào không?" Cô lắc đầu nhẹ. Anh lại hỏi: "Em có khát nước không? Để anh lấy giúp em." Cô khẽ gật đầu. Anh đi ra bàn rót nước cho cô, đỡ cô dậy cho cô uống. Xong anh lại từ từ đỡ cô nằm xuống. Anh nói: "Em bị ngất đi, nhưng bác sĩ bảo không sao, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi." Cô nghe anh an ủi, thấy ấm trong lòng, liền cười nhẹ: "Thôi, em vẫn còn mệt, em nhắm mắt lại, ngủ đi." Cô ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại, thấy không gian xung quanh thật bình yên. Sáng hôm sau, anh gọi bác sĩ vào kiểm tra lại cho cô. "Bệnh nhân đã không sao rồi, mọi người không cần lo lắng." Nghe anh báo cô tỉnh lại, hai bên gia đình lập tức đến bệnh viện. Họ Hoàng cũng muốn đến, nhưng công ty còn nhiều chuyện nên anh không đi được. Mọi người nghe bác sĩ chuẩn đoán thì yên tâm. Bà anh thấy gương mặt anh mệt mỏi, xanh xao, lên bảo anh về nghỉ, nhưng anh không chịu. Mẹ cô khuyên anh mãi mới được. Anh về nhà tắm rửa, thay quần áo, sắp xếp công việc cho thư ký. Vì mấy ngày tới, anh sẽ bận, nhưng là bận chăm cô. Hạ Thành cảm thấy nằm viện cả ngày trời, cơ thể càng ngày càng không như trước. Cô muốn xuất viện lắm, nhưng Vũ Thân không đồng ý, bảo là cô chưa hồi phục hoàn toàn. Hạ Thành thì luôn năn nỉ anh vì cô sắp chết, vì chán rồi. Cô đành dùng ký hiệu: "Em có thể xuất viện không?" "Không được." Anh vừa gọt táo vừa trả lời cô: "Cả ngày em chỉ nằm như thế này chắc chết mất." "Đợi đến khi nào sức khỏe em tốt hơn đi." "Cũng 2 ngày rồi, sức khỏe em biết mà, anh không cần lo đâu." "Bác sĩ bảo khoảng 1 tuần mới hồi phục hoàn toàn, nên em ngoan ngoãn nằm ở đây 1 tuần đi." "Cái gì, 1 tuần? Cô không nghĩ là lâu như vậy. Vậy em chỉ ở 4 ngày được không?" Anh không trả lời, tiếp tục gọt táo. "5 ngày được không?" Anh nhìn cô chỉ biết bất lực thở dài, đành chiều theo ý cô vậy. "Vậy 5 ngày đi." "Cảm ơn." Gương mặt cô biểu hiện vui vẻ. Mặc dù cô không nói được, nhưng nhìn cô như vậy anh cũng đỡ lo hơn. Nghĩ đến đây, Vũ Thần nhớ tới lời bác sĩ nói về chuyện chữa trị cho cô. Anh chưa tìm cơ hội nói với cô, nhân dịp này anh bàn với cô luôn: "Hạ Thành, thật ra còn một chuyện nữa anh cần nói với em." Thấy mặt anh nghiêm túc, cô thấy hơi bất an, dùng tay chỉ: "Thật ra bác sĩ có nói với anh rằng chuyện em không nói được không phải không có cách giải quyết." "Ý anh là..." "Đúng vậy, nhưng tỷ lệ chỉ có 50-50, nên anh sợ..." "Em đồng ý." Cô chỉ: "Em đồng ý, nhưng quá nguy hiểm, không chắc ba mẹ sẽ đồng ý đâu." Cô cúi mặt xuống. Cô luôn một lần ước ao được có thể nói chuyện, nhưng thật sự quá khó khăn. Thấy cô hơi thất vọng, anh lại gần giữ chặt bả vai cô, kiên định nói: "Yên tâm, anh sẽ thuyết phục bà mẹ." Cô nghe anh, giọng nói chắc nịch, liền mặt mày vui trở lại. Vũ Thần đút miếng táo cho cô, cô không từ chối. Từ khi Hạ Thanh bị bệnh, anh luôn túc trực bên cạnh, vì vậy mà tình cảm tăng lên không ít. Cô nhận thấy anh đối xử với mình có chút quan tâm hơn, trong lòng thấy rất vui. Còn anh thì cảm thấy ân hận những gì mình làm, nên anh chăm sóc cô tỉ mỉ hơn. Cuối cùng, sau 5 ngày ở bệnh viện, cô cũng được về nhà. Không khí bệnh viện thật khó chịu, cộng thêm thuốc khử trùng khiến cô giống như càng phát bệnh thêm. Hôm cô xuất viện, anh nghỉ 1 ngày để sắp xếp đón cô về. Hạ Hoàng luôn muốn đón Hạ Thành về Hạ Gia, nhưng anh không đồng ý. Hạ Thành chỉ trỏ nói với anh: "Không sao đâu, anh trai, anh ấy đối với em rất tốt." "Thành Thành, em còn bệnh
cho tên Vũ Thần chết tiệt kia sao? Sau một hồi hai anh em nói qua nói lại thì cô cũng cùng anh về nhà. Hạ Hoàng bỏ tay với đứa em gái ngốc nghếch của mình, đành chiều theo cô. Khi về nhà, cô được anh dìu lên phòng nghỉ. Anh cũng có thuê người giúp việc, chỉ phụ giúp việc nấu thôi, còn người làm dọn dẹp thì đến theo giờ. Anh không muốn có nhiều người lạ trong nhà. Cô muốn làm việc gì đó để giải tỏa, nhưng không ai cho cô động vào, kể cả nấu cơm cũng vậy. Dì Trường, người làm nghe theo lời anh không cho cô làm việc, cô thấy mình ngày càng rảnh rỗi, thật không quen. Trong lúc cô thấy bực tức vì Vũ Thần cấm cô làm việc thì anh lại thấy rất hài lòng. Trước đó anh đã bị một trận tơi bời rồi, nếu còn để ba mẹ anh thấy cô đang bệnh thế này mà làm việc, chắc anh bị đuổi đi mất. Từ sau việc Hạ Thanh nằm viện thì Vũ Thần quan tâm cô nhiều hơn, không cho cô làm việc gì. Việc chữa trị thì cô cũng đã đồng ý, nhưng ba mẹ cô thì ngược lại, họ phản đối. Cô cũng hơi thất vọng, nhưng Vũ Thần đã hứa với cô chắc chắn sẽ thuyết phục được ba mẹ, cô tin anh. Hôm nay ba mẹ cô gọi điện qua video hỏi thăm cô. Có dạo này thế nào rồi? Có cảm thấy mệt ở đâu không? Mẹ cô nói. Mẹ yên tâm, con ở nhà rất khỏe. Vũ Thần không cho con làm việc, để con chán sắp chết đến nơi rồi. Cô dùng tay làm ký hiệu. Bên kia hai ông bà thấy vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Lâu rồi con chưa về nhà ăn cơm, mai hai vợ chồng con về nhà ăn một bữa đi, bố cô nói. Con sẽ bảo với Vũ Thần, nhưng không biết anh ấy có rảnh không, vì anh ấy rất bận. Chỉ là một bữa cơm với ba mẹ thôi cũng không được. Thật là không hiểu sao mọi người nói giúp hắn. Anh cô đi đến gần nói vào điện thoại. Cô cảm thấy anh hai mình rất bài xích với Vũ Thần. Mỗi lần hai người họ gặp nhau giống như nước với lửa vậy. Hạ Hoàng lúc hai gia đình gặp mặt, anh đã không ưa Vũ Thần vì anh sợ hắn sẽ làm tổn thương Thanh Thành. Rồi tiếp đến việc em gái hắn bị ngất thì thái độ của anh càng gay gắt với Vũ Thần hơn. Con biết rồi, mai con sẽ về với Vũ Thần. Thế thôi, ba mẹ ngắt máy đây, con nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó. Nói chuyện xong, cô ngắt máy, nhìn đồng hồ, nghĩ chắc Vũ Thần sắp về. Cô xuống dưới phòng khách thì đúng lúc có tiếng xe bên ngoài. Không sai, anh về. Cô để lấy cặp giúp anh rồi vui vẻ như muốn nói là anh về rồi. Anh thấy khuôn mặt thanh tú của cô mỉm cười rất đẹp, tâm trạng cũng tốt hơn. Anh lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hai người ăn cơm mà cứ gấp qua gấp lại. Trong bát cơm thì ít, còn thức ăn thì nhiều. Anh cười nhẹ rồi nói. Thôi chúng ta ăn đi, nếu không chắc không ăn xong mất. Cô nhìn thấy bát cơm thì cười rồi chăm chú ăn. Hai người càng ngày càng tiến triển tốt hơn, cô vui trong lòng. Ăn xong cô nghĩ đến chuyện về nhà bà mẹ. Cô dùng ngôn ngữ ký hiệu biểu đạt. Bà mẹ em bảo mai muốn chúng ta về nhà ăn cơm. Không biết tối mà anh rảnh, cũng lâu rồi chúng ta mới về nhà em, không thể từ chối. Nghe câu trả lời của anh, trong lòng vui vẻ hơn, cô cũng cười nhiều hơn với anh. Thật sự nếu cuộc sống cứ như này thì thật tốt. Hôm sau tầm 6 giờ anh về sớm đón cô qua nhà ba mẹ vợ. Hai người vào đến cổng đã thấy một đôi vợ chồng trung niên đứng ở cửa đợi. Anh đỗ xe xong thì xuống xe mở cửa cho cô rồi cùng nhau đi vào. Hai ông bà mặt mày không giấu nổi niềm vui, ôm chầm lấy Hạ Thành. Tay anh thì đề quà cho ông bà. Vào đến bên trong thấy anh hai cô, anh đến gần hỏi thăm em gái. Em dạo này có tốt không? Tên kia có bắt nạt em không? Anh hai, sao anh cứ nói xấu chồng em như vậy? Đúng là có chồng thì bênh mà, chứ anh hai đây không thèm đếm xỉa đến. Anh là anh hai tốt của em, mà sao em không quan tâm cho được? Hai, thôi được rồi, hai đứa vào trong đi, đừng đấy lâu rồi, bố cô nhắc nhở. Cô về nhà thật sự rất vui, mẹ cô thì toàn kể chuyện cô lúc nhỏ cho anh nghe, cô xấu hổ tới mức đỏ cả mảng tai. Năm người ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ, còn anh hai cô thì cứ hậm hệ với Vũ Thần. Ông anh này thật là, cô cũng hết nói nổi. Không khí gia đình trở nên ấm cúng mà người ngoài nhìn vào thấy gảnh tị. Ăn cơm xong,
Gia đình họ ngồi uống nước, ăn bánh trò chuyện, thỉnh thoảng còn nghe tiếng đấu qua đấu lại của anh hai cô và Vũ Thần. Mọi người xung quanh đều cảm thấy buồn cười vì hai người đều là những người thừa kế Hạ Gia và Vũ Gia trong tương lai, mà giờ đây cãi nhau như hai đứa trẻ lên bà vậy. Mọi người đều cười trước tình cảnh đấy, nhưng Vũ Thần được ba mẹ vợ và cô bênh vực cho anh. Vì vậy, Hạ Hoàng luôn thua trước cuộc cãi vã. Anh cũng không biết mở lời chuyện của cô như thế nào với ba mẹ, nhưng vì cô, anh cũng quyết định mở lời. Ba mẹ, con có chuyện muốn thưa với ba mẹ. Có chuyện gì sao? Ba anh hỏi. Thật ra, lúc Hạ Thành cố ý nằm viện, bác sĩ có nói với con chuyện cô ấy không nói được, có thể chữa được. Sao? Có phải anh chê em gái tôi không? Hạ Hoàng tức giận nói. Hoàng! Ông Hạ nhìn anh nhắc. Anh vợ, sao anh luôn bắt bè em như vậy? Thế chuyện con bé không nói được có thể điều trị được sao? Vâng bà, nhưng tỷ lệ cũng rất rủi ro. Tỷ lệ bao nhiêu? 50-50 à? Nếu chỉ có 50% thì rủi ro quá lớn, bà không đồng ý. Anh cũng không đồng ý, Hạ Hoàng nói. Hạ Thành nắm tay bà, ý muốn nói ông đồng ý cho cô. Ông thấy con gái như vậy rất đau lòng nhưng cũng rất sợ. Anh tiếp tục nói. Con đã tìm được bác sĩ bên Mỹ phẫu thuật cho Hạ Thành. Chỉ cần đồng ý, con sẽ liên lạc với bên đó. Nhưng vẫn rất nguy hiểm. Con biết, rủi ro quá cao. Con cũng rất sợ cô ấy gặp chuyện. Nhưng con nghĩ, Hạ Thành rất muốn được nói chuyện với mọi người. Đó là khát khao của cô ấy. Mong ba mẹ đồng ý. Con chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho Hạ Thành. Những lời của anh nói ra là từ tận đáy lòng. Anh muốn chữa bệnh cho cô để không ai có thể sỉ nhục vợ anh. Quyết định vậy đi, bà cô dứt khoát nói. Hạ Thành ôm ba mẹ mình, vừa xúc động vừa cảm kích anh vì cô mà đã thuyết phục thành công. Cô vui nghĩ đến tương lai mình có thể nói được, thật sự không kiềm nén nổi trong lòng. Vâng, nếu thế con sẽ liên lạc bên họ sắp xếp lịch phẫu thuật. Con cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con, cô đưa tay chỉ. Được rồi, nhớ phải đảm bảo an toàn con trên hết. Dạ, cô gật đầu chắc chắn cho mọi người yên tâm. Được rồi, nếu đã nhất trí thì chúng ta sẽ bên cạnh con trong quá trình điều trị, mẹ cô nói thiết tha. Khoảng 9 giờ tối, hai người cũng bắt đầu trở về nhà. Từ lúc về, cô luôn mặt mày sáng sủa. Anh không nghĩ cô vui đến mức này. Họ lên phòng, anh hỏi cô. Em vui đến vậy sao? Cảm ơn anh. Chúng ta là vợ chồng, cảm ơn gì chứ? Đó là chuyện anh nên làm. Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nói xong, anh ôm cô vào người. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cho cô. Đợi đến khi cô ngủ, anh ra ban công gọi điện cho ai đó. Thư ký, hãy liên lạc cho bên Alex, nói một tuần nữa tôi cần vị bác sĩ đó phẫu thuật cho vợ tôi. Dạ, thưa chủ tịch. Chủ tịch, còn chuyện gì nữa? Có cần phải gấp như vậy không? Vì bên đó rất ít khi nhận lời. Bằng mọi cách phải đưa người đó về đây. Tôi sẽ cố hết sức. Anh nhìn ra ngoài ban công ngắm cảnh đêm, có thể thấy được trên vai anh đang có rất nhiều gánh nặng đè lên. Anh quay lại ngắm nhìn người con gái anh yêu nằm trên giường, mọi thứ thật bình yên làm sao. Vũ Thần đã liên lạc với bác sĩ Alex, một trong những bác sĩ tài giỏi nhất, chuyên gia chữa trị các bệnh tật khiếm khuyết. Anh sắp xếp lịch phẫu thuật thì khoảng 3 ngày, thời gian có hơi gấp, nhưng bác sĩ bảo càng nhanh tỷ lệ thành công càng cao. Hẹn lịch xong, anh báo cáo lại với ba mẹ vợ và ba mẹ mình. Lúc ba mẹ anh nghe tin, phản ứng lúc đầu cũng phản đối, nhưng sau khi nghe Vũ Thần nói thì cũng miễn cưỡng chấp nhận. Ngày phẫu thuật càng cận kề thì mọi người trong nhà không ai không lo, đến mức ngày nào cũng nhắn tin cho cô, động viên. Còn anh thì thấy vợ mình lo lắng như vậy, cũng ngày ngày an ủi Hạ Thành. Cô thấy gia đình quan tâm mình như vậy, cũng động viên bản thân. Một ngày trước phẫu thuật, anh đưa cô vào bệnh viện làm thủ tục, rồi tối đó ở lại chăm sóc cho cô vì sáng mai sẽ bắt đầu phẫu thuật. Đêm ở bệnh viện, không khí có hơi đáng sợ, nhưng có Vũ Thần ở cùng nên cô cũng thấy đỡ hơn.
Anh bỏ hết công việc cho thư ký để toàn tâm chăm sóc cho cô. Cô và anh ngồi tâm sự. Dù thấy đã muộn, anh nhắc nhở cô. Em nên nghỉ ngơi sớm đi. Mai anh sẽ ở bên ngoài đợi em. Cô gật đầu mỉm cười rồi từ từ nằm xuống. Hạ Thành, anh có chuyện muốn nói với em. Vẻ mặt cô tò mò nhìn anh. Anh nói tiếp. Bây giờ anh chưa thể nói được. Đợi đến khi em hoàn toàn khỏi bệnh, anh sẽ nói với em, được chứ? Không hiểu sao, khi nghe anh nói với mình như vậy, cô cảm thấy an tâm hơn. Mặc dù biết là an ủi mình, cô hoàn toàn chìm trong giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, 7 giờ sáng, anh dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho cô. Nghe lời bác sĩ dặn nên ăn thanh đạm một chút, anh liền mua cháo gà. Hạ Thành ngoan ngoãn ăn hết. Nửa giờ sau, hai bên gia đình cũng đến thăm cô, tiếp cho cô thêm sức mạnh. Cuối cùng, anh nhìn thấy cô nằm trên giường, được đẩy vào phòng phẫu thuật. Đèn bật sáng, mọi người bên ngoài ai cũng hồi hộp, lo lắng, mong cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp. Từng giờ trôi qua, không ai nói với nhau câu nào. Không khí tĩnh mịch, nghe thấy cả tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Mỗi khi qua một giờ, từng giờ trôi qua, lòng anh như lửa đốt, không biết bên trong cô như thế nào. Lúc đó, anh mới biết cảm giác sự là ra sao. 6-5 giờ, đèn phẫu thuật tắt, đồng nghĩa với việc kết quả 50-50 đã có. Bác sĩ đi xa từ phòng phẫu thuật, mọi người chạy túm lại, hỏi. Bác sĩ, tình hình ra sao rồi? Cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng bệnh nhân vẫn cần khoảng điều trị. Mong gia đình chăm sóc bệnh nhân cẩn thận. Cảm ơn bác sĩ. Mọi người nhẹ nhõm hơn hẳn, mặt mày cũng đỡ lo lắng nhiều trước. Cô được đẩy ra, anh chạy đến bên cô, nắm tay nói thầm. Em làm tốt lắm. Cô được đẩy vào phòng VIP chăm sóc. Hiện tại thì cô chưa tỉnh lại, nên bà mẹ cũng về nhà nghỉ ngơi sau khi chờ đợi lâu như vậy. Anh thì ở lại chăm sóc cô nhiều trước, giờ anh cảm thấy như chút được gánh nặng vậy. Đến giờ, bác sĩ đến kiểm tra mọi thứ vẫn bình thường. Cần lúc lâu cô mới có thể tỉnh lại. Ngồi lâu như vậy khiến anh khát nước. Anh đến bàn rót nước thì tay cô dần cử động, rồi mắt từ từ mở ra. Anh quay lại thấy cô như vậy liền gọi bác sĩ. Thiếu phu nhân tỉnh lại nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi đã kiểm tra mọi thứ không sao, nhưng phu nhân chưa thể nói được ngày. Cần thêm điều trị tiếp nữa mới có thể nói chuyện được. Cảm ơn bác sĩ. Vũ Tổng không cần cảm ơn, chuyện nên làm. Sau khi phẫu thuật, Hạ Thành còn phải tiếp tục điều dưỡng nữa. Nhưng cô cảm thấy cổ họng dường như mất một thứ gì đó nên thấy nhẹ hơn. Lúc cô còn nằm viện, bà mẹ hai bên thường xuyên đến thăm thay cho anh đỡ nhọc hơn. Ban ngày thì ba mẹ chồng nòm, còn ban đêm sẽ là anh ở lại với cô. Chả mấy chốc cũng được xuất viện, bác sĩ đã lên lịch điều trị tiếp cho cô. Hạ Thành vất vả cả một tháng, cuối cùng cũng hoàn thành xong việc điều trị. Bác sĩ nói giờ cô có thể từ từ nói được, không cần quá gấp, nếu không sẽ phản tác dụng. Vì vậy cô thường luyện nói hàng ngày tầm một tiếng, cũng nói được vài câu. Thấy cô chăm chỉ luyện tập, anh cũng ở bên cạnh luyện với cô. Nghe cô phát ra từng tiếng, cảm xúc khó tả, vừa vui vừa buồn. Vui vì thấy cô có thể nói chuyện, buồn vì thấy cô phải chịu khổ suốt quá trình vừa qua. Một tháng nữa qua đi, Hạ Thành cuối cùng cũng có thể nói lưu loát như trước, không cảm thấy khó chịu. Vũ Thần biết tin này thì vui như Tết, cười nói. Thành Thành, em nói được rồi. Thần, cuối cùng em cũng nói được. Vất vả cho em rồi, anh ôm cô nói. Em không vất vả. Suốt thời gian qua, vì anh bên cạnh em nên mới có ngày hôm nay. Anh mới vất vả. Cô rơi nước mắt. Thấy cô sụt sịt, anh bỏ cô ra rồi nhìn vào cô đắm đuối, nói. Sao em lại khóc chứ? Em khóc trông không đẹp. Anh vẫn thích em cười nhục hơn. Tại em xúc động quá thôi. Chuyện này anh phải báo cho ba mẹ hai bên biết mới được. Anh rút điện thoại bấm gọi cho ba mẹ cô trước. Ba mẹ, bây giờ Thanh Thanh nói được rồi ạ. Thật sao? Cho ba mẹ nghe giọng Thanh Thanh nào. Con đây, ba mẹ. Anh đưa cho cô. Thanh Thanh, con nói lưu loát đủ rồi, tốt quá. Vâng, con còn phải báo cho bên nhà con nữa. Bye ba mẹ. Ừ, đúng rồi,
bên thông gia cũng phải biết tin vui này. Anh tắt máy rồi gọi cho mẹ anh. Mẹ ơi, Thành Thành có thể nói lưu loát được rồi ạ. Tốt tốt. Vâng, con báo cho ba mẹ biết thế thôi. Con tắt máy đây. Đang muốn nói thì anh đã tắt máy. Mẹ anh chửi thầm. Ít nhất cũng phải cho ba mẹ này nghe giọng con dâu chứ. Thằng con chết tiệt này. Cảm xúc vẫn dâng trào. Anh lại ôm cô quay vòng vòng khiến cô la hét. Thần, bỏ em xuống đi. Nghe lời vợ, anh bỏ cô xuống hôn cô một cái. Cô ngơ ngác, mặt cô đỏ bừng. Cô quá ngại nên chạy thẳng lên gác. Hôm nay tâm trạng cao hứng, anh cùng cô xuống bếp nấu. Anh cho hết người làm nghỉ, lâu lắm rồi mới có thời gian tương tư của hai người. Không khí trong bếp nhộn nhịp tiếng cười nói. Thật ra hầu như là cô nấu, còn anh thì toàn phá cô. Thấy anh chẳng giúp mình thì cô bảo, anh không giúp em thì mời anh ra ngoài ngồi đợi. Anh ôm sau lưng cô nói, bà xã giận anh rồi sao? Anh sẽ không phá em nữa. Thế anh cũng nên bỏ em ra, em mới làm được chứ. Em cứ nấu đi, anh ôm em để tiếp thêm sức mạnh cho em mà. Em không cần đâu. Nói qua nói lại, cuối cùng cũng nấu xong. Thường thì chỉ tầm 30 phút là xong, nhưng hôm nay mất hẳn một tiếng cô mới nấu xong. Hai người bày món ăn ra bàn rồi cùng nhau ăn. Toàn là những món hai người thích nên thức ăn được chén sạch sẽ. Thời khắc đó đúng thật là rất hạnh phúc. Sau khi biết tin Hạ Thanh có thể nói được, ai ai cũng vui mừng. Thế là hai bên gia đình mở một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng Hạ Thanh. Chỉ có gia đình hai bên và một vài người thân quen. Anh cùng với cô muốn chuẩn bị nhưng bị từ chối, bảo để ba mẹ anh làm. Khi mà mẹ anh quyết định thì không thể nào thay đổi, hai người đành thuận theo. Đến ngày anh và cô đang chọn quần áo, cô nhìn một lượt thấy chưa có quần áo nào hợp với mình. Anh thấy cô đứng trước tủ đến hỏi cô, em làm gì mà đứng trước tủ nãy giờ vậy? Em đang chọn đồ mà thấy không có đồ nào hợp với ngày này. Anh chọn cho em có được không? Anh chọn đồ cho em tin anh được không? Bà xã không tin ông xã, ông xã tổn thương lắm đấy. Không phải em không tin, chỉ là... Hừ, thôi được rồi, anh chọn đồ cho em đi. Cô bó tay nói. Vũ Thần nhìn một loạt rồi cũng chọn được cái anh ưng ý. Anh lấy một chiếc váy dài liền thần màu hường nhẹ đưa qua cho cô, nói, cái này đi. Cô cầm váy quay người bước vào nhà tắm thay đồ. 10 phút sau, Hà Thành mặc chiếc váy hưởng phấn đi ra. Anh nhất thời ngẩn ngơ trước nhan sắc của cô. Anh không ngờ vợ mình đẹp đến vậy. Anh lại gần ôm eo cô, nói, em trông đẹp lắm. Thật không? Ừ. Chúng ta đi thôi, kẻo muộn. Hai vợ chồng họ đi đến nhà ba mẹ anh. Nhìn bên trong thấy rất nhiều người, có vẻ như họ là người đến muộn nhất. Họ bước vào nhà thì mọi người nhìn về phía họ. Mẹ anh tới nói, hai con đến rồi sao? Mọi người đang đợi hai đứa, mau vào thôi. Vâng, cô và anh đồng thanh. Mẹ cô thấy cô, mặt vui mừng tới tấp, nói, Thành Thành, con đến rồi sao? Mẹ nhớ con lắm đó. Con cũng vậy. Hạ Hoàng tiến tới, nhìn cô lên tiếng, hôm nay trông em rất xinh đẹp. Vậy mọi hôm em không đẹp sao? Cô trêu anh mình. Đẹp, như hôm nay thì có hơi đặc biệt. Váy này là do Vũ Thần chọn, tất nhiên là đẹp rồi. Chiều gì một câu chồng, hai câu chồng. Thôi mọi người vào dùng bữa, mẹ anh nhắc. Đại gia đình vào nhà bếp, cô ngồi cạnh anh và Hạ Hoàng. Cô thấy chỗ mình không ổn liền định đứng lên ra chỗ khác ngồi, nhưng em ngồi đó cho anh. Vũ Thần và Hạ Hoàng cùng lên tiếng. Cô thấy bữa cơm này chắc ăn không nổi với hai người đàn ông bên cạnh. Trong bữa cơm mọi người đều muốn nghe giọng cô để nói chuyện với cô rất nhiều. Mẹ chồng cô chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho cô, nhưng có món cô không ăn được đành đưa sang cho Vũ Thần. Anh thấy cô chưa ăn được bao nhiêu bởi phải tiếp chuyện với mọi người nên nói, mọi người nói chuyện sau đi, để cho Thanh Thanh ăn cơm. Mọi người nghe thấy tiếng nhắc nhở xong, từ đó chỉ nghe thấy tiếng bát đũa chạm nhau. Cô cười trong lòng vì không ngờ mọi người dễ thương như vậy. Tại phòng khách, đại gia đình đang nói chuyện về hai người. Ông bà hai bên luôn kể tật xấu, hai người ngồi mà không chen được vào luôn.
Ngồi nghe hai ông bà kể mới biết được hồi nhỏ mình và người kia như thế nào, tiếng nói rôm rả cùng tiếng cười giòn giã. Sau đó mẹ anh lên tiếng: "Hai đứa kết hôn cũng được gần 6 tháng rồi mà sao chưa thấy động tĩnh gì vậy?" Mặt cô đỏ, ngượng ngùng cúi mặt xuống, không dám nhìn mọi người. "Bọn con chưa tính có con bây giờ." "Thế khi nào các con mới tính?" "Đúng vậy, nhanh nhanh để ông bà này được bế chứ." Mẹ cô tán thành nói thêm: "Chuyện này con tự có dự tính, bà mẹ không cần lo." Anh nói: "Hai, số tôi khổ đến bây giờ vẫn chưa được ôm cháu." Mẹ anh than. Sau khi nói chuyện xong thì mọi người ai về nhà nấy. Anh lái xe đưa cô về nhà. Trên đường đi, cô nghĩ lại chuyện mẹ chồng nói, cô quay sang nói với anh: "Vũ Thần." "Hửm?" "Chuyện mẹ anh nói em không cần để ý." "Dạ." Thế là anh lái xe một mạch về đến nhà. Lúc đó khoảng tầm 10 giờ. Từ khi Hạ Thanh và Vũ Thần cưới nhau cho đến nay cũng được 1 năm, và hôm nay chính là kỷ niệm 1 năm của họ. Hạ Thanh nhớ rất rõ ngày này, vì đó là ngày cô đi kết hôn với người mà mình không yêu. Nhưng bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc với quyết định lúc đó của mình. Cô nghĩ nếu như lúc gặp mặt cô từ chối liên hôn với Vũ Gia thì không biết số phận sau này của cô như thế nào. Cô cảm thấy mình thật may mắn mới có một ông chồng như Vũ Thần, vừa đẹp trai, nhiều tiền, thương cô nữa. Càng nghĩ cô càng thích. Tại công ty, Vũ Thần vừa bước ra khỏi phòng họp sau 2 tiếng đồng hồ. Nội dung cuộc họp chính là khâu thương mại như trước đã bàn. Tất cả các khâu chuẩn bị đã xong, chỉ còn đợi lệnh thi hành. Cuối cùng cũng có sự đồng ý, hai bên mới quyết định tháng sau bắt đầu vào việc. Mặt anh lạnh lùng ra khỏi cửa, đi thẳng về văn phòng chủ tịch. Thư ký bên cạnh hỏi: "Chủ tịch, hôm nay chủ tịch có buổi sự tiệc, ngài có đi không ạ?" "Tôi sẽ đi." "Chủ tịch đi sao?" Thư ký ngạc nhiên hỏi. "Tôi đi, thế có chuyện gì sao?" "Không phải hôm nay là kỷ niệm 1 năm cưới của chủ tịch và phu nhân sao ạ?" "Hôm nay sao?" Anh hỏi lại rồi mở điện thoại ra xem. Thì đúng là hôm nay kỷ niệm 1 năm của hai người. Anh tự trách mình sao có thể quên ngày quan trọng như vậy. May mà có thư ký nhắc, không thì chắc sau hôm nay anh sẽ hối hận lắm. Anh gằn giọng nói: "Hủy bỏ lịch tối này." "Vâng, chủ tịch." Nhớ ra ngày đại sự, anh sắp xếp công việc rồi về sớm. Mới có 5 giờ mà anh đã về. Nhân viên ngạc nhiên, chưa thấy chủ tịch ta làm sớm như vậy. Chắc đây là lần đầu tiên. Nhưng đâu ai ngoài thư ký biết lý do đằng sau chuyện này. Thế là nhân viên được dịp bàn tán xì xào. Người nói chắc chủ tịch có người yêu nên mới vậy. Có người nói chắc có chuyện quan trọng. Tất cả khả năng có thể được dựng lên. Thư ký thấy tình cảnh này thật buồn cười. Chỉ vì ta làm sớm về với vợ mà cũng bị bàn tán. Thư ký không hiểu chuyện, cứ để họ một lần tò mò. Anh nóng lòng muốn gặp vợ mình lên phóng xe về nhà. Vào nhà thấy vẫn bình thường, cô thấy anh về sớm liền đi ra hỏi: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?" "Hôm nay anh giải quyết nhanh nên xong sớm." "Vậy anh lên phòng tắm rửa đi." Thấy cô không có gì khác, anh nghĩ cô quên ngày này. Nếu vậy chắc anh sẽ hơi đau lòng. Nhưng anh cũng không nói gì, vì anh cũng suýt quên mà. Vũ Thần lên tắm mà trong đầu toàn nghĩ chuyện cô quên ngày kỷ niệm. Hạ Thanh thấy anh về sớm mà chưa chuẩn bị gì lên xả bờ, nhờ không có gì tiếp tục làm việc của mình. Đến giờ cơm, anh xuống thì thấy nhà tôi òm. Anh thấy lạ gọi cô: "Thanh Thanh, em có ở đây không?" Không ai trả lời. Đột nhiên đèn sáng, anh thấy bàn ăn được trang trí theo phong cách phương Tây. Giữa bàn có cây nến và có 2 ly rượu vàng. Bỗng có một bàn tay bịt mắt anh lại. Anh nhẹ nói: "Thanh, là em đúng không?" "Đúng vậy, ông xã có bất ngờ không?" "Thật ra không bất ngờ lắm." "Vậy em đi..." "Thôi mà, anh chỉ nói đùa thôi." "Đây là em chuẩn bị sao?" "Thế ngoài em ra, còn ai chuẩn bị như thế này sao? Hay anh hy vọng là người khác?" "Anh chỉ có mỗi em thôi, em cũng biết mà." "Thôi, chúng ta ngồi xuống đi." "Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Tất nhiên rồi, là ngày kỷ niệm một năm của chúng ta. Mà sao anh quên được chứ? Thật tốt, vì anh vẫn luôn nhớ. Nếu anh quên, thì anh chuẩn bị ly hôn đi là vừa. Nghe thấy như sét đánh ngang tai. Có phải là anh suýt nữa phải ly hôn không? Thật may. Cô rót rượu rồi cũng ly, cười nói. Chúc mừng kỷ niệm một năm của chúng ta. Rồi uống hết. Thật tốt, khi lúc đó anh đã cưới em làm vợ. Anh thấy kiếp này thật may mắn khi có em bên cạnh. Em không biết anh có thể nói như vậy đấy. Còn một chuyện mà anh chưa nói với em. Cô ngơ ngác nhìn anh. Em nhớ lúc trước khi vào phòng phẫu thuật, anh đã nói là sau khi thành công anh sẽ nói cho em một bí mật không? Em nhớ chứ. Vậy bí mật đó là gì? Anh đứng dậy đi đến chỗ cô rồi ghé sát vào nói. Đó là anh yêu em. Cô nghe mà không tin vào tai mình. Từng câu từng chữ thốt ra, cảm xúc dâng trào. Cuối cùng cũng xác định được tình cảm của người đó. Cô cũng đáp lại. Em cũng yêu anh. Anh nhanh chóng hôn môi cô. Hai người từ từ cảm nhận được vị ngọt từng hơi thở của người đối diện, để nỗi suýt ngạt thở. May anh buông cô ra kịp thời. Rồi hai người nhìn nhau đắm đuối. Đang hôn say đắm, cô dùng lực đẩy anh ra, làm anh có hơi ngỡ ngàng. Anh hỏi cô. Có phải anh hơi đường đột không? Không phải, mà em có chuyện muốn nói với anh. Cô ngượng ngùng. Nói xong, cô chạy vào lấy một món đồ. Hôm nay là kỷ niệm một năm, đây là quà của em. Quà cho anh sao? Ừ. Thật ra anh cũng có quà cho em. Anh lôi ra một túi quà đưa cho cô. Cô ngạc nhiên, lúc này mới thấy họ thật sự tâm đầu ý hợp. Hai người họ vui vẻ cầm quà, ngồi xuống cùng nhau mở quà. Hạ Thành mở, thấy một hộp trang sức. Cô mở nắp ra, thấy chiếc vòng cổ quý giá được thiết kế rất tinh xảo. Cô nhìn anh, nói. Chiếc vòng cổ này thật là đẹp, không ngờ anh có mắt thẩm mỹ đến vậy. Ông xã của em mà. Anh vui vẻ nói, món quà này chính là lúc anh đi công tác ở Los Angeles. Là những lời xến sẩm, anh mau mở quà đi. Nghe cô nóng lòng thúc giục, anh mở chiếc hộp nhỏ xinh xinh, thấy bên trong là một chiếc cà vạt sang trọng, màu không quá tối, cũng không quá sáng. Cô mua lúc đi với mẹ chồng, thấy hợp nên mua cho anh. Anh có thích không? Cô hỏi. Quà của bà xã, đương nhiên là anh thích. Nhưng anh thích cái khác, ở em hơn. Mặt anh nguy hiểm. Hả? Cô chưa bất giác được có con sói đang nhắm con mồi. Anh đi đến chỗ cô, bế cô lên. Hạ Thanh sợ một phen, liền nói với anh. Thần, anh bỏ em xuống, anh làm cái gì vậy? Chúng ta là việc nên làm của bổn phận vợ chồng. Nghe như vậy, cô mới hiểu được mình đã bị sập bẫy. Bế cô lên phòng, rồi đặt xuống giường, anh cũng theo vậy đè lên người cô, nói thầm vào tai cô. Thành, chuyện đó có được không? Chuyện đó là chuyện gì? Cô giả vờ không hiểu. Em không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? Em tin anh được không? Ừ, cô nhẹ gật đầu. Được sự cho phép của cô, anh bắt đầu lần mò từng cúc áo và cởi từng cái một. Không lâu sau, áo cô đã bị vứt xuống sàn, tay anh lại trườn xuống dưới. Cô càng không dám nhìn, vì vậy cô luôn nhắm mắt trong lúc anh bận rộn cởi đồ của hai người. Lúc này đây, trên người cả hai không có một mảnh vải che thân. Anh thấy cô ngượng ngùng, nhẹ giọng nói. Thành, mở mắt nhìn anh. Cô nghe anh nói vậy, liền mở mắt, ngại ngùng nhìn anh. Anh liền đáp xuống môi cô, từ từ gặm nhấm. Cô cũng phối hợp với anh, mặc dù không được thành thạo cho lắm. Đến đoạn cao trào, bên dưới đã sẵn sàng. Anh nhẹ nhàng đi vào sâu bên trong cô. Cô sợ hãi nói. Anh nhẹ nhàng có được không? Anh sẽ nhẹ nhàng. Em chỉ việc từ từ chìm đắm trong sung sướng mà thôi. Vì lần đầu nên khá khó khăn, anh muốn nhẹ nhàng nhất với cô. Còn cô thì có thể cảm nhận được cơn đau, nên tay cô đặt sau cổ anh, dần nắm chặt. Anh an ủi cô. Thành, em phải thả lỏng sẽ dễ chịu hơn. Quả nhiên, đây là lần đầu của cô và cũng là lần đầu của anh. Hai người trao đi lần đầu của mình. Vũ Thần không dám động đậy, chờ cô thích nghi. Khó chịu quá, cô khó khăn nói.
Chỉ một lúc thôi, sẽ qua. Em cố chịu một chút. Anh khuyên nhủ cô. Anh bất động vài phút rồi lên tiếng hỏi. Anh Động có được không? Ừ. Thế rồi trong căn phòng phát ra tiếng ái muội của hai người. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đã xong. Hạ Thành cảm thấy dường như cơ thể cô không còn chút sức lực. Vũ Thần bế cô vào nhà tắm rồi lại đặt cô trên giường. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng cô cũng là của anh. Anh thấy rất thỏa mãn. Dù hai người là lần đầu nhưng cũng đủ cho hai bên. Anh ôm cô chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ tràn đầy tình yêu. Sáng hôm sau, Hạ Thành thức dậy thấy bên dưới rất đau, cả người nhúc nhích một chút cũng thấy ê ẩm người. Thấy bên cạnh đụng đậy, anh đưa tay ôm rồi nói với giọng buồn ngủ. Vẫn sớm, em ngủ tiếp đi. Em làm anh tỉnh giấc sao? Em xin lỗi. Và hai người tiếp tục ngủ đến tận 8 giờ mới dậy. Cô mở mắt như đồng hồ, vội vàng ngồi dậy. Nhưng cô thấy cả người đau, đặc biệt là eo rất mỏi. Cô kêu lên tiếng. À, đau quá. Nghe thấy tiếng cô kêu, anh tỉnh giấc xem người bên cạnh thế nào. Em làm sao vậy? Đau quá sao? Em thế này, không phải do anh sao? Cô trách yêu. Anh xin lỗi, hôm qua anh hơi quá. Mặt anh vô cùng biết lỗi. Anh mau dậy đi, muộn rồi đấy. Anh không muốn đi làm, anh nói với giọng nũng nịu. Anh không đi làm thì lấy gì nuôi em? Tài sản của anh đủ nuôi ba đời nhà chúng ta đó. Thôi anh mau dậy đi, cô dục anh. Tôi lệnh bà xã, tối nay anh sẽ cố gắng về sớm, em cứ ngủ tiếp đi. Ừ. Và thế là Vũ Thần đến công ty lúc 8:30. Nhân viên công ty thấy chủ tịch đến muộn 30 phút lại bắt đầu bàn tán. Hôm qua thì về sớm, sáng nay lại đi muộn. Công ty vô cùng sôi nổi. Thư ký đi đến hắng giọng nói. Công ty trả lương cho những người hay bàn tán chuyện của người khác sao? Mọi người nghe cảnh cáo của hắn đều im lặng, quay về chỗ ngồi làm tiếp công việc của mình. Hạ Thành ngủ ly bì đến 10 giờ. Đây là lần đầu tiên cô dậy muộn như vậy. Có thể vì tối qua vận động quá sức. Cô dậy rồi vào nhà tắm, nhìn trong gương, cô suýt không nhận ra vì trên cổ có những vết đỏ rất chói. Cô chửi thầm tên đó, hôm qua làm đến mức này với cô. Nếu để người làm hoặc ai đó nhìn thấy chắc độn thổ mắt. Hạ Thành lấy chiếc áo cao cổ thả tóc để che đi những dấu vết xấu hổ đó. Chả mấy chốc cô ngồi xem tivi cũng đến giờ trưa. Cô đang ăn thì nhớ tới anh, không biết anh có ăn cơm đầy đủ không, lên bảo người làm cho vào cặp lồng để cô mang đến cho anh. Hạ Thành bắt taxi đi khoảng 15 phút đến công ty anh. Cô nhìn mà choáng, không ngờ công ty anh to đến vậy. Hạ Thành đến chỗ quầy tiếp tân nói, xin lỗi đã làm phiền, nhưng có thể cho tôi gặp Vũ Thần được không? Ý chị là chủ tịch sao? Tiếp tân ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Xin hỏi, chị có hẹn trước không vậy? Không có. Vậy xin lỗi, nếu không hẹn trước thì không được gặp chủ tịch. Đúng lúc thư ký của anh đi qua thấy cô, anh chạy lại hỏi. Phu nhân, người đến đây có chuyện gì sao ạ? Tôi đến đưa cơm cho thần. Vậy để tôi dẫn phu nhân lên. Cảm ơn, cô vui mừng. Lần sau nếu vị này đến các cô hãy cho gặp. Thư ký nhìn tiếp tần nói. Vâng ạ. Xong rồi, anh dẫn cô lên tầng cao nhất là phòng của chủ tịch. Đứng trước cửa, thư ký xin đi trước, rồi cô để cửa bước vào. Nhưng không ngờ trước mắt cô là cảnh không nên nhìn thấy. Trong phòng có một người phụ nữ ăn mặc hở hàng, cứ đi đi lại lại trước mặt anh. Còn anh không quan tâm, cúi người làm việc. À ta lớn tiếng nói. Cô là ai? Sao dám tự tiện vào đây? Xin lỗi, tôi đi ngay. Cô cúi người rồi muốn rời ngay khỏi phòng. Cô thấy rất buồn. Không phải anh bảo yêu mỗi cô sao? Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, thật sự cô không thể nào tin nổi. Nghe thấy giọng thân thuộc, anh ngạc nhiên nhìn cô, rồi chạy nhanh ra chỗ cô, kéo tay lại, nói với giọng run sợ. Thành, em đến sao? Tôi sẽ không làm phiền hai người. Anh thấy cô chắc là hiểu lầm mình rồi, nói với giọng hung dữ. Cô cút khỏi đây ngay. Thần, anh nói gì vậy? Tôi không nói lần hai.
ả ta ấm ức rời khỏi, luôn nhìn cô bằng ánh mắt ghen tuông. Em đến có chuyện gì sao? Anh nhẹ nhàng hỏi. Tôi nghĩ tôi không nên đến mới đúng. Em nói gì vậy? Anh và cô ta không có gì cả. Thật đấy. Tôi tin anh được không? Khi cô ta lỡ lời như vậy trước mặt anh. Anh nói thật đó. Cô ta đến để bàn hợp tác. Anh đuổi cô ta nhưng cô ta không chịu đi. Anh cũng lời quan tâm nên anh không biết cô ta như vậy. Cứ cho là như vậy đi. Đây là cơm của anh. Tôi mệt rồi. Tôi đi về đây. Em mệt sao? Để anh xem. Anh đến gần cô nhưng lại bị hất ra. Không cần anh quan tâm. Anh sẽ cho người đưa em về. Tối nay em đợi anh có được không? Cô cứ thế quay lưng đi. Cô cũng đau lắm nhưng chỉ sợ anh ấy lừa dối mình. Anh cũng biết để cô ấy bình tĩnh, vì bây giờ nói gì Hạ Thành cô cũng không tin. Vũ Thần về đến nhà cũng rất muộn, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu thì hỏi người làm. Thiếu phu nhân đâu rồi? Thiếu gia đã về. Thiếu phu nhân đang ở trên phòng. Tôi thấy có vẻ như hôm nay tâm trạng phu nhân không được tốt. Tối cô ấy có ăn cơm không? Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân có số ăn cơm nhưng không được bao nhiêu. Tôi biết rồi, dì cứ đi nghỉ ngơi đi. Hỏi xong, anh đi lên phòng, mở cửa nhẹ nhàng đi vào, thấy cô nằm trên giường nhắm mắt. Anh nhẹ nhàng đi đến phòng tắm, nghe tiếng động, cô chưa ngủ đợi anh về. Nhưng lúc anh mở cửa thì cô nhắm mắt ra vờ ngủ, cô không muốn nói chuyện với anh. Khoảng 30 phút sau, anh tắm xong ra ngoài với chiếc khăn đang lau đầu, đợi tóc khô, anh nhẹ nhàng leo lên giường sợ cô tỉnh giấc. Hạ Thành nằm quay lưng về phía anh, đột nhiên có cánh tay ôm lấy eo cô, cơ thể người đó càng xích lại gần, nói thầm vào tai cô. Thành, em ngủ chưa vậy? Cô không trả lời. Em ngủ thật rồi sao? Anh hỏi lại. Vẫn không có tiếng hồi đáp. Anh nghĩ chắc cô ngủ rồi. Thôi, chuyện đó để mai nói xảo vậy. Thế là anh ôm cô ngủ. Mặc dù hai người họ nằm cạnh nhau như hàng ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay sao lại khó ngủ đến thế. Sáng hôm sau, Vũ Thần thức dậy, không thấy người nằm bên cạnh đâu, đành liền đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Xuống nhà thì thấy cô đã ăn sáng. Bình thường hai người sẽ ăn chung, hôm nay cô lại ăn trước. Có vẻ cô đang tránh mặt anh. Anh nhẹ ngồi xuống bàn ăn thì cô đứng dậy lạnh lùng nói. Em ăn xong rồi. Hôm nay sao em ăn ít vậy? Em ngồi xuống ăn thêm đi. Em đi lên phòng đây. Em cố tránh mặt anh sao? Anh hỏi thẳng. Không có. Cô nói không cảm xúc. Vậy anh có chuyện muốn nói với em? Nhưng em không có chuyện để nói với anh. Có thể nghe anh giải thích không? Nếu anh muốn vậy. Được, em nghe. Cảm ơn em. Chuyện ngày hôm qua thật sự anh không hề biết. Thật đó. Như anh đã nói, cô ta chỉ là đến hợp tác xong. Anh có bảo cô ta đi về, nhưng cô ta cứ mặt dày, cứ muốn ở lại phòng anh. Anh không thể dùng bạo lực với cô ta nên anh kệ cô ta. Vì vậy anh không chú ý đến ả. Em phải tin anh. Được rồi, chuyện cũng đã qua rồi, không nên nhắc lại. Anh đi làm đi, kẻo muộn. Cô nói nhưng chẳng có tí cảm xúc nào. Thành Thành, em đứng như vậy có được không? Anh sợ lắm. Anh ôm cô nói. Trong lòng anh chỉ có mình em biết rõ mà. Em sẽ suy nghĩ về nó. Anh đi làm đi. Cô đẩy anh ra. Vũ Thần đi làm với tâm trạng không tốt chút nào. Nhân viên nhìn mặt anh thôi cũng đoán được anh có vẻ bị thất tình. Trong cuộc họp, anh luôn khắt khe từng chi tiết và dễ nổi cáu trong mọi thứ. Cứ nghĩ đến chuyện đó, anh lại thấy tức giận, tự hỏi. Sao cô ấy không tin mình? Bất chợt anh nhớ ra, hôm nay phải đưa cô ấy về nhà ba mẹ ăn cơm. Nhân cơ hội này làm cho cô ấy hết giận. Anh gọi điện cho cô nhưng không thấy bắt máy. Hạ Thành nhìn thấy điện thoại rung nhưng nhìn tên cô không muốn bắt. Anh cứ gọi đi gọi lại, cuối cùng cô cũng đành phải nghe. Có chuyện gì sao? Tối nay anh sẽ về sớm cho em về nhà ba mẹ ăn cơm. Ừ. Nói xong cô tắt máy luôn. Anh nhận ra cô càng ngày càng lạnh nhạt với anh. Vũ Thần cố gắng giải quyết xong sớm về nhà đón cô. Trên đường cô chẳng nói gì với anh. Anh cũng không biết mở lời kiểu gì. Đến nhà ba mẹ anh, trong lúc ăn cơm, ba mẹ anh thấy hai người họ có chuyện nên không tiện hỏi,
đợi lúc ăn xong, bà gọi cô lên phòng nói riêng. Thành, con với Thần xảy ra chuyện gì vậy? Chúng con không có gì đâu mẹ. Con nghĩ mẹ mù hay sao mà không thấy được? Nói mẹ nghe, có phải nó ăn hiếp con không? Và thế là cô kể đầu đuôi câu chuyện cho bà nghe. Bà chỉ cười nói, mẹ biết phụ nữ thường hay đa cảm, lo lắng chồng mình có người khác bên ngoài. Thằng Thần nó còn hay tiếp xúc với người khác giới, nhưng trước này mẹ chưa thấy nó thích ai cả. Vì vậy con cũng nên thông cảm cho nó. Mẹ biết không dễ dàng, nhưng vợ chồng với nhau là phải tin tưởng nhau, nếu không sẽ dễ tản vỡ. Thật sao mẹ? Ừ, Thần không phải loại người đó đâu. Mẹ lấy danh nghĩa nhà họ Vũ để thề đó. Con cảm ơn mẹ. Sau khi nói chuyện với mẹ chồng, cô thấy đúng là mình đã sai khi nghi ngờ anh. Cô hiểu mọi chuyện thì mặt mày cũng tươi hơn. Anh thấy cô lạ sau khi nói chuyện với mẹ nhưng không dám hỏi. Đến nhà, hai người cùng đi lên phòng. Trước khi đi ngủ, cô ôm anh, nói, Thần, em có chuyện gì sao? Anh ngạc nhiên khi cô đang ôm mình. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em xin lỗi. Em nói thế nghĩa là em tha thứ cho anh rồi sao? Anh vui mừng nắm vai cô nói, em thấy em đã sai khi nghi ngờ anh, em xin lỗi. Lúc này cô chảy nước mắt. Em đừng khóc nữa, anh thương. Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết. Hai người lại nồng nhiệt với nhau. Anh thấy mình bị uất ức, nói với cô, vợ à, có phải em nên đền bù cho anh không? Đền bù gì chứ? Em có biết lúc em không quan tâm anh, trái tim anh rất đau không? Hôm qua anh luôn suy nghĩ vì chuyện đó mà anh chẳng làm được gì hết. Thế là tại em sao? Không sao, chỉ cần đêm này em chiều anh là được rồi, anh nói với giọng mà mị. Nói xong anh chớp lấy thời cơ để cô ngã xuống giường. Cô ngập ngừng nói, Chờ đã. Vợ à, anh sẽ làm em thật thoải mái. Sau đêm đó, hai người lại bình thường như cũ, cùng nhau ăn cơm. Hai nhắn tin quan tâm nhau như chưa xảy ra chuyện gì. Vũ Thần cũng vì chuyện đó mà càng hạn chế tiếp xúc với người khác giới hơn, để cô không phiền lòng nữa. Vũ Thần đang trong cuộc họp, nhận được tin nhắn của bà xã, liền mở ra đọc. Tối nay anh nhớ về sớm nha, hôm nay em nấu nhiều món anh thích. Nhìn xong tin nhắn, môi anh tự giác nhếch lên. Nhân viên một phen hú vía, họ không ngờ sếp của họ cũng biết cười. Ừ, anh nhớ em quá, bà xã. Anh nhắn lại. Em cũng nhớ anh, cô mỉm cười nhắn. Nhắn xong, tâm trạng anh trở nên tốt hơn. Rồi anh mới nhận ra mọi người đang nhìn mình. Vậy mọi người thấy sao? Tôi nghĩ bản kế hoạch đó rất tốt, thưa chủ tịch. Giám đốc marketing nói. Còn ai phản đối không? Không thấy ai lên tiếng, anh liền nói. Vậy cứ theo kế hoạch này mà làm. Tan họp. Anh vừa họp xong cũng đã tan làm, nóng lòng về nhà với vợ. Vừa bước vào, anh đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, khiến anh không thể nhịn được nữa. Lúc này anh chỉ muốn ăn thôi. Anh mau lên tắm trước đi, rồi mới được ăn. Anh đói quá, bà xã. Cuộc sống hai người qua đi êm dịu, hầu như không có tranh chấp gì nhiều. Nếu như họ có chút xích mích thì anh sẽ là người xin lỗi trước. Sáng sớm cô thức dậy không thấy người bên cạnh, nghĩ anh đã đi làm sớm. Theo thói quen cô mở máy xem lịch thì phát hiện hôm nay là sinh nhật anh. Cô nghĩ phải làm cái gì đó cho anh vì lần đầu đón sinh nhật cùng nhau. Cô dậy làm vệ sinh cá nhân rồi suy nghĩ tối nay nên chuẩn bị gì. Tại công ty, anh đang rất chăm chú làm việc vì gần đây có chút chuyện xảy ra nên anh quên bẵng mất hôm nay là sinh nhật mình. Trong phòng anh chỉ có tiếng xoạt xoạt từ tiếng bút vang lên. Đột nhiên điện thoại kêu phá vỡ bầu tĩnh lặng. Thần, tối nay anh có rảnh không vậy? Chắc không, nhưng có thể hôm nay anh về muộn một chút. Ừ, nếu anh về muộn thì tối nay chúng ta ra ngoài ăn có được không? Sao tự nhiên lại ra ngoài ăn vậy? Anh thắc mắc. Chỉ là em muốn đổi không khí chút thôi. Vậy anh về sẽ đón em. Ừ, em sẽ đặt nhà hàng trước. Tối em sẽ chờ anh. Anh làm việc tiếp đi. Hẹn gặp tối nay, yêu em. Em cũng yêu anh.
Màn đêm buông xuống, Vũ Thân đã cố gắng làm xong sớm để về với cô, nhưng cũng hơi muộn. Anh về nhà cũng đã 8 giờ, xuống xe mở cửa cho cô, rồi đi đến nhà hàng mà cô đã chuẩn bị cho anh. Xin lỗi, đã để em chờ lâu. Không sao, anh vừa về mà đã phải đi ăn với em rồi, vất vả cho anh. Được phục vụ bà xã là vinh hạnh của ông xã đây, anh cười nói. Anh ngày càng dẻo miệng thật đấy. Cảm ơn bà xã đã quá khen. Vũ Thân tập trung lái xe đến nơi, cô dẫn anh lên phòng riêng. Trước khi vào, cô nói, chờ đã, anh phải bịt mắt rồi mới được vào. Sao anh lại phải bịt mắt chứ? Anh cứ nhắm mắt vào là được rồi. Mặc dù anh không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh không được thì hí đâu đó, cô nhìn anh nhắc nhở. Dẫn anh vào bên trong, cô tự tay chuẩn bị, nào là thổi bóng bay khắp nơi, trải khăn bàn, chuẩn bị rượu, đến đèn trên bàn. Anh có thể mở mắt được rồi đó, cô nói. Anh từ từ mở mắt, tận mắt chứng kiến cảnh trước mặt, thật sự quá đẹp, cô còn nói thêm. Chúc mừng sinh nhật, ông xã. Hôm nay là sinh nhật anh sao? Anh ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, anh không nhớ sao? Anh thường không quan tâm đến sinh nhật cho lắm. Không sao, từ giờ đã có em nhớ sinh nhật anh là được. Cảm ơn em, Thanh Thanh. Vợ chồng cảm ơn gì chứ? Thôi, chúng ta mau ngồi xuống ăn đi. Cả ngày em làm tất cả chỗ này, bụng đã đói meo rồi. Em tự tay chuẩn bị hết sao? Anh ngạc nhiên. Vâng. Anh thật sự hạnh phúc vì có em bên cạnh. Không cần nói như vậy, chúng ta mau ăn thôi. Dùng bữa xong, hai người đi tản bộ, vừa nắm tay nhau vừa đi, khiến cho người đi ngoài đường không khỏi ngưỡng mộ. Họ nói những chuyện trước đây đã xảy ra, rồi nhận ra tình cảm của nhau, mới thấy duyên phận luôn gần ở bên ta. Chẳng qua chúng ta có biết nắm bắt không thôi. Bà xã, đêm rồi, gió lạnh, chúng ta mau về thôi. Ừ. Anh lái xe đưa cô về nhà, mở cửa phòng, anh đã kéo cô vào tường mà hôn mãnh liệt đến nỗi cô sắp không thở nổi. Từ từ đã, thần. Anh không nghe, tiếp tục hôn xuống bên dưới, tay sờ soạng lung tung, cô cố đẩy anh ra rồi nói. Thần, anh làm gì vậy? Thả em ra. Hôm nay là sinh nhật của anh, có phải em nên trêu anh hay không? Anh buông cô ra, nói. Chuyện này em chưa chuẩn bị. Cần gì chuẩn bị chứ? Em chỉ việc nằm thôi, mọi việc cứ để anh lo. Thế là anh bế cô lên giường rồi cặm cụi làm việc của mình. Cuộc sống hạnh phúc của hai người cứ vậy lặng lẽ trôi. Sau khi kết hôn, hai người họ chưa đi du lịch ở đâu. Thời gian càng ngày càng ít ỏi khi hai người ở bên nhau. Chính vì thế mà Vũ Thần quyết định sau khi làm xong dự án này sẽ đưa cô đến nơi cô muốn đến. Anh vừa họp xong, thư ký chạy đến nói với anh. Chủ tịch, có chuyện gì? Phu nhân đến tìm ngài ạ. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Phu nhân đang ở trong phòng của chủ tịch. Được, tôi biết rồi. Hạ Thành đi xung quanh phòng của anh thì đột nhiên có tiếng mở cửa, cũng chả ai vào được phòng này, chỉ có thể đó là anh. Thấy anh, cô đi đến chỗ anh, nói. Anh họp xong rồi sao? Em đến có chuyện gì vậy? Có vẻ như anh không vui khi em đến có phải không? Hay anh giấu ai ở đây vậy? Em lại nói nhăng nói cuội, căn phòng này đâu phải ai cũng có thể vào được đâu. Nhưng nếu anh cho phép thì được. Thôi mà, anh rất vui khi em đến đó. Anh ôm cô nói. Em nghĩ anh chưa ăn cơm nên mang cho anh này. Thế em ăn chưa? Em... Cô ngập ngừng. Anh kéo tay cô ngồi xuống ghế, nói. Nếu vậy, em ăn cơm cùng anh đi. Anh mở cặp lồng, thấy cũng nhiều, rồi gắp một miếng thịt đút cho cô. Nào, há miệng ra. Em tự ăn được mà. Cô xấu hổ. Anh thích đút cho em ăn cơ. Nào, há miệng ra nào. Cô đành ngoan ngoãn ăn miếng thịt anh đút. Thấy cô nghe lời, anh vui vẻ cũng ăn một miếng. Đang ăn thì anh chợt nhớ tới chuyện du lịch nên hỏi cô. Thanh này. Dạ. Chúng ta chưa đi du lịch lần nào. Anh muốn chúng ta dành thời gian cho nhau, nếu muốn cùng em đi chơi, không biết em có thích không? Đi du lịch sao? Ừ. Không phải anh rất bận sao? Anh bận nhưng vẫn có thể dành thời gian cho gia đình chứ. Thật sao? Vậy chúng ta đi đâu? Em muốn đi đâu?
Em chưa biết nữa, cô trả lời anh. Vậy em cứ nghĩ đi, em muốn đi đâu cũng được, chỉ cần ở bên cạnh em là anh mãn nguyện rồi. Nhưng phải đợi anh làm nốt dự án này sẽ đi, có được không? Ừ, cô gật đầu. Vậy có phải em nên báo đáp anh không? Nghe anh nói, cô hiểu ý nhưng vẫn xa vơ không hiểu. Vậy em nấu cơm cho anh nha. Ngày nào em cũng nấu mà. Vậy anh muốn gì? Anh muốn làm chuyện đó, được không? Trong đầu anh toàn nghĩ những thứ này sao? Hiện tại thì đúng là vậy. Tối có được không? Nhưng anh muốn bây giờ cơ, anh nũng nịu nói. Không cho cô cơ hội, anh liền lao đến hôn cô. Cô cha thê kịp phản ứng, cố gắng đợi anh ra, nhưng cô đã bị anh đè dưới thân rồi. Thần, chúng ta vào trong có được không? Được, nhưng không phải bây giờ. Tối đến, Hạ Thanh tỉnh dậy, thấy bên cạnh đã lạnh, mồ đứng dậy mà cơn đau ập đến. Tên đó lúc nào cũng tràn đầy sức lực vậy sao? Cô thầm nói, cố gắng chịu những cơn đau, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, rồi mặc quần áo đi ra, thấy anh vẫn đang chăm chú làm việc. Trông anh lúc này thật đẹp trai làm sao. Vũ Thần nhìn thấy cô, lên chạy tới hỏi. Em dậy rồi sao? Ừ. Cô bước đi thì cơn đau càng nặng hơn. À, anh kịp thời đỡ cô, khuôn mặt ấm ức nói. Anh xin lỗi, làm em đau như vậy. Anh xin lỗi, có chịu đau thêm được sao? Để tội bà xã, anh cho em đi ăn, được không? Vậy còn được. Một tháng sau, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hai người quyết định đi đến Nhật. Ngồi ở khoang hạng nhất, cô mệt quá thiếp đi trên vai anh. Hạ Thanh mở mắt, đã đến Nhật Bản, thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Hai người về khách sạn cất đồ rồi nghỉ ngơi. Đến tối, họ ra nhà hàng ở Nhật ăn tối. Anh chọn nhà hàng bít tết cho tối nay. Vì quá mệt nên họ ăn xong không đi tham quan mà về khách sạn nghỉ luôn. Sáng hôm sau, cô thức dậy thấy anh đứng bên ban công nhìn ra bên ngoài. Mặc dù chỉ nhìn đằng sau nhưng cũng có thể thấy được vẻ đẹp của anh. Vũ Thần quay lại thấy cô tỉnh. Em dậy rồi sao? Ừ, cô nói với giọng ngái ngủ. Dậy vệ sinh cá nhân đi, anh gọi đồ ăn sáng rồi. Ăn sáng xong, họ đi tham quan Tokyo, đến những nơi nổi tiếng ở đây, cũng như ăn những món đặc sản của Tokyo. Tối, ở khách sạn, hai người đang ngắm phong cảnh bên ngoài. Anh ôm cô từ đằng sau, trông thật lãng mạn. Anh hỏi cô. Em thấy thế nào? Có vui không? Vui, cô nói chắc nịch. Em vui là tốt. Thần, anh nhìn xem, bầu trời hôm nay thật đẹp. Cảnh đẹp như vậy, có phải chúng ta nên làm gì đó không? Anh bỗng bế cô lên giường, thả cô xuống, rồi bắt đầu cởi đồ. Làm thì cũng làm rồi, nhưng cô vẫn còn ngại vì chuyện này. Không khí trong căn phòng tràn ngập mùi vị ái muội. Không biết hai người đã thử bao nhiêu tư thế, chẳng biết qua bao lâu sau, cuối cùng anh cũng ôm cô ngủ. Anh chỉ ước có thể mỗi ngày làm chuyện đó với cô. Sau khi ở Nhật Bản 2 tuần, Vũ Thần và Hạ Thanh trở về. Sau khi về thì anh phải bù đầu vào làm việc. Anh đi sớm về muộn, Hạ Thanh thấy tội nghiệp anh, cô ước gì có thể giúp đỡ anh phần nào. Hôm nay anh cũng về muộn như vậy, thấy cô nằm trên giường, nghĩ cô đã ngủ, anh đi nhẹ nhàng. Nhưng thật ra Hạ Thanh chưa ngủ sâu nên vẫn có thể nghe thấy tiếng động và tỉnh lại. Thấy anh về, cô hỏi. Anh về rồi sao? Anh làm em thức giấc sao? Em cũng chưa có ngủ đâu. Anh xin lỗi, vì công việc quá nhiều nên anh ở lại giải quyết nốt. Thấy anh như vậy em rất đau lòng đó. Ước gì em có thể san sẻ với anh được phần nào. Anh không sao, dù mệt mỏi thế nào nhưng chỉ cần em bên cạnh là anh không còn mệt nữa. Anh vui cười nói. Dẻo miệng. Anh ăn tối chưa? Đem xuống hâm lại đồ ăn. Anh ăn cơm rồi, em yên tâm. Em cứ ngủ trước đi, anh khuyên cô. Em muốn ngủ cùng anh, cô nũng nịu. Tắm xong, anh lên giường, cô ngả vào vai anh, nói. Thần, em muốn đến công ty anh làm việc có được không? Không được, anh dứt khoát nói. Thật sự không được sao? Em là vợ anh không muốn em phải vất vả. Em không vất vả, cô nói chắc chắn. Cũng không được. Ông xã. Thành, anh biết em lo cho anh.
Nhưng anh biết sức mình đến đâu mà. Em không tin anh sao? Không phải. Thôi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta đi ngủ thôi. Hai người ôm nhau đi ngủ. Cũng mấy ngày rồi anh mới được ôm cô cùng đi ngủ, cảm thấy giấc ngủ ngon hơn hẳn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy thế mà hai người đã ở bên nhau 2 năm. Những ngày tháng qua họ sống rất hạnh phúc. Hạ Thành cũng thấy hai người ở với nhau lâu rồi nên cũng muốn có con để cùng chăm sóc, nhưng sợ anh từ chối. Cô đi đến thư phòng anh, thấy anh vẫn đang chăm chú làm việc nên mở cửa nhẹ vào. Anh thấy cô ngoài cửa lên tiếng gọi. Em vào đi. Được sự cho phép, cô đi vào phòng rồi ngồi lên đùi anh, tay quàng qua cổ, nói. Thần, em có chuyện muốn bàn với anh. Hửm, anh ngửi hương thơm trên người cô. Chuyện sinh con. Em muốn bàn đến chuyện có con sao? Chỉ là em thấy thời cơ thích hợp nên muốn bàn với anh chút. Bây giờ em muốn có sao? Ừ. Hóa ra là vì chuyện này nên em mới ăn mặc như vậy. Lúc cô vào, anh thấy cô mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm. Anh thấy không giống phong cách của cô. Hóa ra là có mục đích. Chuyện đó có được không? Cô càng cựa quậy trên người anh như muốn khơi gợi ham muốn của anh vậy. Nếu em muốn thì anh đồng ý. Thật không? Cô vui mừng. Vậy tối nay có phải chia luôn không? Tay anh nắm chặt eo cô. Ừ. Cô hơi xấu hổ cúi mặt xuống. Vậy chúng ta về phòng. Anh gập laptop lại rồi bế cô về phòng. Một lát sau, trong căn phòng đã có tiếng ân ái phát ra từ lúc nào không hay. Một thời gian sau, cô đang cùng anh ăn cơm tối, chuẩn bị gắp một miếng cá đưa lên miệng thì đột nhiên thấy tức lồng ngực khó chịu. Cô nghĩ không sao nhưng cơn khó chịu càng nặng. Cuối cùng cô phải chạy vào nhà vệ sinh. Quẹ. Vũ Thần thấy cô đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh, anh lo lắng chạy theo, thấy cô đang nôn hết ra, anh vỗ lưng cô rồi hỏi. Thành Thành, em không sao chứ? Cô đang nôn nên chẳng thể trả lời, anh chả biết làm sao, cứ tiếp tục vỗ lưng rồi nói. Không sao, không sao. Em tự nhiên thấy khó chịu lắm, chắc ăn phải thứ gì không tốt. Nói xong, cơn buồn nôn lại tiếp tục đến, cô ngồi khoảng 10 phút trong đấy rồi mới bình tĩnh được. Anh dịu ra. Sức khỏe em như thế này nên đi khám. Giờ này cũng muộn rồi, để mai em đi khám xem. Ừ. Cô ngồi xuống bàn ăn nhưng chả thể ăn được cái gì. Vì vậy anh nấu cho cô bát cháo, nhưng cô cũng chỉ ăn được vài miếng rồi lại nôn. Cả buổi tối không ăn, anh lo cô sẽ đói nên pha cho cô một cốc sữa. May sao cô uống được để dạ dày đỡ đói. Ngày mai anh nhất định phải dẫn cô đi khám xem. Ngày hôm sau, hôm qua lo cho sức khỏe của cô nên anh định cùng cô đi khám, nhưng công ty lại có chuyện gấp nên chắc phải để cô đi một mình. Thành Thành, chắc em phải đi khám một mình rồi. Công ty có chút chuyện cần anh giải quyết. Em tự đi được mà, anh cứ đi làm đi. Cô thắt cà vạt cho anh rồi nói. Anh không yên tâm lắm, anh vẫn lo lắng. Em không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Vậy em đi cẩn thận nhé. Có chuyện gì lập tức gọi cho anh. Mặt anh nghiêm trọng. Em biết rồi. Chụt, anh hôn cô rồi mới đi làm. Chuẩn bị xong xuôi, cô cũng đi đến bệnh viện khám. Ngồi chờ kết quả một lúc, cô thấy rất hồi hộp, không biết mình có bị bệnh gì nghiêm trọng không. Bác sĩ đưa kết quả cho cô. Hạ Thanh nhìn tờ giấy mà ngạc nhiên. Cô đã mang thai, thật sự không tin. Cô hỏi lại bác sĩ. Tôi thật sự mang thai sao? Đúng vậy, theo kết quả xét nghiệm thì cô đã mang thai được 1 tháng rồi. Thật tốt. Cô ra khỏi bệnh viện mà vẫn ngẩn người, không dám tin mình sắp làm mẹ. Cô sờ bụng phẳng phiu của mình. Đây là kết tinh tình yêu giữa cô và anh. Cô muốn mang một bất ngờ cho anh. Tối anh đi làm về, thấy cô đang nằm trên giường đọc sách. Tự nhiên ham muốn của anh trỗi dậy. Nhìn cô lúc này thật là mê người. Bây giờ anh rất muốn ăn cô. Vũ Thần từ từ leo lên giường, vớt quyển sách sang một bên rồi ngung nghiến hồn cô. Tay từ từ mò xuống dưới. Thấy vậy cô liền đẩy anh ra. Bây giờ cô đang mang thai, không thể vận động mạnh. Cô nói. Không được. Tại sao? Hôm nay không được. Anh nhớ là
ngày đó của em qua rồi mà. Thật ra... Hôm nay em có đi khám. Kết quả thế nào? Anh suýt quên chuyện đó, lo lắng hỏi cô. Bác sĩ bảo có cái gì đó trong bụng của em. Cái gì đó là thứ gì? Cô đặt tay anh lên bụng mình, nói. Em mang thai rồi. Anh ngần người, chưa tiếp thu được điều cô nói. Em nói là em mang thai? Ừ, con của chúng ta. Giọng cô hào hứng. Thật sao? Cô đưa giấy xét nghiệm cho anh. Đọc một lúc, anh ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào nói. Vất vả cho em rồi. Bác sĩ bảo 3 tháng đầu rất quan trọng, nên chuyện đó không nên làm. Vì con, anh sẽ nhịn. Anh nhịn được sao? Cô không tin. Nếu không, em có thể giúp anh cách khác. Anh nói nhảm hiểm. Bậy bạ, đi ngủ thôi. Biết tin vui, hai người ôm hy vọng với nhau rồi đi ngủ. Cuối cùng họ cũng có con của chính mình, mong ước bấy lâu nay giờ thành hiện thực. Sau 2 tháng anh cày cấy chăm chỉ thì cô cũng đã mang thai. Tin vui này không giấu nổi, anh liền điện cho gia đình hai bên để cùng vui. Hai gia đình nghe tin cô mang thai mà trong lòng vui vẻ không cưỡng lại được, đến nỗi mẹ anh bảo muốn hai người về nhà để bà có thể chăm sóc cô, nhưng anh bảo không cần, mẹ anh cũng không nói lại được, đành chịu thua. 3 tháng đầu thật sự là nỗi lo của anh, vì đó là thời gian ôm nghén, mà cô thì nghén quá nặng, không ăn được cái gì, cứ ăn vào là nôn ra. Cô càng gầy hơn, anh sợ cô không đủ sức để nuôi con. Luôn hỏi bác sĩ về chế độ dinh dưỡng nhưng không hiệu quả với cô. Nhưng cũng may, sau khi qua 3 tháng đầu, cô có thể ăn thêm một chút, mặt cô hồng hào hơn trước, anh cũng đỡ lo lắng hơn. Bây giờ tối, anh đi làm về, thấy cô đang loay hoay trong bếp, anh vội chạy đến, nói. Em ở trong này, làm gì vậy? Em nấu cơm mà. Em đang mang thai, không cần nấu, có người làm giúp em rồi. Em không sao, cô cả ngày cũng chán lắm, em kiếm việc làm cho đỡ chán. Không được, em mau ra ngoài ngồi tròi. Nhưng... Không nhung nhị gì cả. Anh dắt cô ra ngoài phòng khách, ngồi chờ. Em ngồi yên ở đây, xem tivi, đọc sách, không được làm gì cả. Em có bị tàn tật đâu, chỉ mang thai thôi mà. Không được, nghe lời. Thế là cô ngồi đành một chỗ xem tivi chờ đợi. Chỉ ngồi một chỗ thật là chán mà. Mãi mới tới giờ ăn, anh thì cứ gắp thức ăn vào bát cô. Cô ăn đã no nhưng miễn cưỡng ăn hết chỗ anh gắp cho. Trước lúc đi ngủ, anh thường làm việc xong sớm để có thể nói chuyện với con. Đó là điều anh ao ước bấy lâu, giờ đã thành hiện thực. Bụng cô giờ đây đã nhô lên một chút, thấy rất thần kỳ. Trong bụng cô là một sinh linh sắp ra đời. Anh thể rất thích, áp tai vào bụng cô, nói. Con mau lớn nha, ba mẹ đang đợi con ra đời đó. Con chỉ 14 tháng, chưa có nghe được đâu. Cô nghe thấy anh nói thì buồn cười. Anh tin, con có thể cảm nhận được. Con chưa ra đời, sao em thấy anh thương con hơn em vậy? Vậy sao anh không nghĩ như vậy? Sau này anh thương em hay thương con hơn? Tất nhiên là thương em hơn rồi. Thế còn em sẽ thương ai hơn? Anh ghen với con sao? Em cũng vậy mà. Anh nghe nói phụ nữ sinh con sẽ toàn tâm chăm sóc con, bỏ rơi chồng. Anh mong em sẽ không như vậy. Con nghe sẽ tưởng chúng ta không yêu nó đó. Con sau này không được chiếm mẹ đồ đó. Mẹ là của bà, như vậy bà mới yêu con. Anh nói gì kỳ vậy? Cô thấy anh thật là trẻ con. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc cô đã cận kề ngày sinh. Vì mang thai đến tháng cuối, cách ngày sinh còn có một tuần, nên bây giờ Vũ Thần gác lại công việc toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô đến lúc sinh. Vũ Thần bây giờ chỉ ở nhà nên Hạ Thanh rất vui vì được anh ở cùng suốt. Nhìn anh là tổng tài bá đạo thế thôi, nhưng khi về nhà anh lại giống như ô xin của cô hơn. Cô bảo gì anh đều nghe, cô sai gì anh cũng không dám cãi lại. Cô đang xem tivi chương trình giải trí thì cất tiếng gọi. Thần, hoa quả của em đâu? Đợi chút, có ngay. Tiếng từ nhà bếp vọng ra. 5 phút sau anh bê đĩa hoa quả cho cô. Trên đĩa nhìn rất bắt mắt bởi màu sắc của hoa quả. Hạ Thanh nhìn đĩa hoa quả, hài lòng nói với anh. Anh đút cho em đi. Anh không còn cách nào khác ngoài việc cưng chiều cô.
Cô ngậm miếng dưa trên đĩa rồi ăn ngon lành, ăn mà không phải đụng tay, thật là tốt. Cô vừa được ảnh đút, vừa xem tivi, chả có gì tốt hơn nữa. Nhưng đến gần cuối chương trình, đột nhiên cô cảm thấy bụng dưới có chút hơi đau. Càng ngày nó càng đau hơn. Anh thấy cô không được tốt, liền hỏi: Thành, em làm sao vậy? Thần, em thấy đau bụng quá. Đau bụng sao? Để anh đưa em đi bệnh viện. Vũ Thần lái xe đưa cô đi trên đường, cơn co càng lúc càng dữ dội. Anh chỉ có thể động viên cô: Không sao, sắp đến rồi, em cố chịu một chút. Cuối cùng cũng đến bệnh viện, cô được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Anh sợ hãi hỏi: Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Vợ của anh đau bụng là do cô ấy sắp sinh nên mới đau như thế này. Bây giờ chúng tôi tiến hành đỡ đẻ cho phu nhân đây. Làm ơn hãy giúp vợ tôi, bác sĩ. Anh không cần lo, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Cánh cửa phòng sinh khép lại, để anh một mình ở bên ngoài. Anh có điện cho gia đình hai bên. Khi nghe Hạ Thanh sắp sinh, hai bên gia đình vội vã đến bệnh viện. Thấy anh đang đứng trước phòng sinh, ba mẹ anh chạy tới hỏi: Vợ con thế nào rồi? Cô ấy mới vào thôi, mẹ yên tâm. Một lúc sau thì ba mẹ cô cũng đến, rồi ngồi chờ bên ngoài. Anh không thể yên tâm khi mà chỉ có một mình cô ở trong đấy đang chịu đựng vất vả. Thỉnh thoảng nghe tiếng cô hét, lòng anh lại lo lắng, bồi hồi không yên. Thấy anh đi đi lại lại, bà anh nói: Có đừng đi lại như vậy nữa, làm chúng ta đau hết cả đầu. Thành Thành, có vẻ rất đau, con muốn vào với cô ấy. Con bị làm sao vậy? Vợ con đang phải cố gắng sinh cho con, thì con cần phải bình tĩnh. Còn như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tiếng trong phòng vang ra: À, đau quá. Thành Thành, em không sao chứ? Anh đạp cửa nói. À, Hạ Thanh gần như kiệt sức, nhưng đứa bé vẫn chưa chịu ra. Bác sĩ vẫn đang hướng dẫn cô: Phu nhân, cô cố gắng chút nữa, nghe tôi, hít thở đều rồi dặn mạnh. Hạ Thanh nghe theo lời bác sĩ rồi dặn thật mạnh, tay nắm vào tay cầm của giường bệnh. Sắp ra rồi, một lần nữa. À, oe oe. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc. Cô đã hoàn toàn kiệt sức. Thấy đứa trẻ đỡ bác sĩ cho nằm lên ngực mình, nhưng cô quá mệt liền thiếp đi. Bên ngoài cũng nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc lớn. Anh bất chợt nói: Sinh rồi. Bác sĩ đi xa, tay đang bế đứa bé, giọng vui cười nói: Chúc mừng anh, là một bé trai khỏe mạnh. Cảm ơn bác sĩ. Anh bế đứa trẻ thật lòng ngóng, sợ đứa bé đau, nhưng rồi hỏi bác sĩ: Vợ tôi, cô ấy thế nào rồi? Phu nhân sẽ ra sau, anh chờ thêm chút nữa. Ông bà hai bên đều đang nhìn đứa bé vẫn còn đau hòn trên tay, miệng không ngớt lại được. Vậy là anh đã được làm ba rồi. Một cảm giác dâng trào khó tả trong lòng anh. Thật cảm tạ ông trời vì vợ còn anh, mẹ tròn còn vuông. Ông bà hai bên luôn phiền nhau bế đứa nhỏ, họ sang nhau để bế. Vũ Thần thấy tình hình căng thẳng nên liền lên tiếng: Hai bà mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, con ở lại chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy. Ừ, chúng ta đã làm phiền Thanh Thanh nghỉ ngơi rồi, vậy chúng ta về trước, con ở lại nhé. Mẹ anh ân cần nói. Vâng, con biết rồi. Nhớ là phải chăm sóc cho con bé cẩn thận, nếu con sâu bị làm sao, ta sẽ hỏi con trước đấy, bà anh nói. Được rồi, con dâu bà nhất định sẽ khỏe mạnh, hai người cứ yên tâm. Vũ Thần tiễn ba mẹ hai bên ra cửa bệnh viện rồi trở lại. Lúc này Hạ Thành cũng hết thuốc tê, mắt mở nhìn chân nhà rồi nhìn xuống bụng mình đã xẹp lại. Cô nghĩ mình đã sinh con rồi, nhưng còn đâu. Cô định ngồi dậy thì anh lúc này đã về phòng, thấy cô như vậy chạy tới đỡ cô, nói: Em vừa mới sinh, sức khỏe còn yếu, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh đỡ cô nằm xuống. Con đâu rồi, em muốn nhìn con. Sau khi ông bà bế thì được đưa vào phòng để tắm rửa ấy mà, chút nữa sẽ cho em nhìn. Một lát sau, y tá bế bé trở lại. Cô thấy hồi hộp, nóng lòng muốn được tận mắt nhìn con. Bế đứa bé vào lòng, lòng cô dâng trào cảm xúc. Cô ngắm nghía con rồi hỏi: Anh thấy con chúng ta sau này sẽ giống ai đây? Anh thì muốn giống em. Con trai giống em thì hơi kỳ. Dù giống ai đi nữa thì anh chỉ mong gia đình chúng ta sống hạnh phúc với nhau. Anh ôm hai mẹ con cô vào lòng, nói nghẹn ngào. Ừ.
Ba ngày sau, hôm nay là ngày cô xuất viện, anh có mặt từ sớm để chờ hai mẹ con cô về nhà. Mọi đồ đạc đã chuẩn bị xong, anh lái xe chờ họ về đến nhà. Ông bà đứng đợi từ lâu, chờ đón con dâu và cháu của họ. Thấy cô bé đưa bé về, họ vui mừng nói: Thành Thành, con về rồi sao? Mau vào nhà, sức khỏe con còn yếu, mẹ anh nói. Vào trong nhà, hai ông bà bế đứa bé, còn cô thì nghỉ ngơi trên phòng. Anh ngồi bên cạnh nói: Em nghỉ ngơi, còn có ông bà lo, có chuyện gì nhờ người làm là được. Công ty có việc, anh phải đi một chút. Anh mau đi đi, mấy hôm nay anh đã bỏ bê công việc rồi. Anh sẽ cố gắng về sớm với hai mẹ con, anh hôn lên trán cô nói. Xong xuôi mọi thứ, anh mới lái xe đi làm. Ở nhà, hai ông bà bế cháu không biết chán là gì, vì vậy mà cô được ngủ một giấc ngon lành. Đến tối, anh đã về, thấy họ đang chuẩn bị ăn cơm, liền tiếng hỏi: Bà mẹ, vợ con đâu? Vợ con trên lầu, đang cho bé uống sữa. Con biết rồi. Vũ Thần liền gác, mở cửa phòng, thấy cô đang cho con bú, anh lại gần hỏi: Con đói sao em? Ừ, xong ngay thôi. Hỏi thăm cô xong, anh vào tắm rửa rồi cùng cô xuống ăn cơm. Trong bữa cơm, ba mẹ anh toàn bắt cô ăn hết cái này đến cái kia, còn dặn sao đủ kiểu. Anh nghe thôi cũng thấy mệt. Thời gian tiếp theo, vợ chồng anh lại khổ rồi đây. Vũ Thần và Hạ Thành ngồi nhìn đứa nhỏ đáng yêu trong đùi. Anh quay qua nhìn cô nói: Thành Thành, em nghĩ tên cho con chưa? Tên con sao? Em nghĩ nên để anh đặt thế hay hơn. Em đã vất vả sinh con, thì cho em đặt tên có gì đâu. Nhưng em chưa nghĩ ra. Anh chọc má đứa con. Vậy giờ nghĩ cũng không muộn. Hạ Thanh trầm ngầm suy nghĩ, dù một tia lóe lên trong đầu cô. Thần, em nghĩ ra rồi. Con chúng ta sẽ tên là Vũ Hạo Nhiên, anh thấy có được không? Cô vui vẻ nói với anh. Vũ Hạo Nhiên? Ừm, tên hay. Vậy sau này con sẽ là Vũ Hạo Nhiên. Anh nắm tay đứa bé nói thẳng thiết. Vậy là con của anh và cô đã có tên là Vũ Hạo Nhiên. Ở nhà cậu hay được gọi là Tiểu Nhiên. Cô cũng đã hết cữ, có thể đi lại, nhưng anh luôn bắt cô nghỉ ngơi vì cô phải trông con rất mệt. Anh thì sẽ cố gắng về sớm với vợ con. Tôi sẽ giúp cô trông Tiểu Nhiên. Đêm đến, Tiểu Nhiên hay bị giật mình nên luôn khóc to. Anh sẽ lập tức đứng dậy dỗ đứa bé để cho cô ngủ. Anh không những là một người cha có trách nhiệm, còn là một người chồng đảm đang. Bữa tối sẽ do anh nấu rồi mang lên cho cô ăn. Anh muốn mỗi ngày được chăm sóc cho hai mẹ con cô, để họ sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất. Từ lúc có Tiểu Nhiên, hai vợ chồng đều bận rộn hơn, không có thời gian nghỉ ngơi. Anh là một ô xin chính hiệu của hai mẹ con họ. Cô từ trong phòng nói vọng ra ngoài: Thần, anh pha sữa giúp em đi. Chờ anh một chút, sẽ có ngày đây, anh vui vẻ đáp lại. Ít phút sau, anh mang sữa cho cô uống, rồi giúp cô bế Tiểu Nhiên dù nó ngủ. Chả mấy chốc, Tiểu Nhiên ngủ ngon lành trên tay anh. Cô ôm eo anh, dựa vào người anh, nói: Thần à, suốt đời này em chỉ yêu mình anh. Anh cũng vậy. Cảm ơn em đã đến với anh. Cảm ơn em đã sinh con cho anh. Cảm ơn em vì tất cả. Khung cảnh ba người lúc này tràn ngập hạnh phúc mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh cũng như nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.